Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 19. Phi kiếm Chu Tà trong tay hắn đâm thẳng vào cổ họng Liệt Thiên Thần Hổ, hai mắt Liệt Thiên Thần Hổ chợt mở to. Hỗn xược. Nhưng lúc này, một tiếng gầm rú đột nhiên truyền tới từ sâu trong tinh không, sau một giây, trên đầu mọi người, thời không đột nhiên nứt lìa, một cái bóng yêu thú từ trên trời giáng xuống. Cường giả tộc Liệt Thiên Thần Hổ. Mọi người sửng sốt. Tộc Liệt Thiên Thần Hổ muốn làm gì? Can thiệp vào trận đấu sao? Đúng lúc này, Trần Quan Tử tiến lên một bước, y đi tới trước mặt cường giả tộc Liệt Thiên Thần Hổ, nhìn cường giả tộc Liệt Thiên Thần Hổ trước mặt, hôm nay, ai dám làm điều bất công với sư đệ ta thì ta giết người đó. Phía dưới, cả đám kiếm tu cũng nhìn về phía cường giả tộc Liệt Thiên Thần Hổ, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Sắc mặt cường giả tộc Liệt Thiên Thần Hổ hơi khó coi, ông ta cúi đầu nhìn về phía Diệp Quân, Diệp Quân. Liệt Thiên Thần Hổ muốn rút lui khỏi trận chiến của ngươi với người mang thiên mệnh, xin ngươi tha cho cháu trai của ta. Tay phải Diệp Quân đột nhiên đâm xuống một nhát kiếm. Xoẹt! Nhát kiếm đâm vào cổ họng Liệt Thiên Thần Hổ, kiếm khí cường đại lập tức phá vỡ sức sống trong cơ thể Liệt Thiên Thần Hổ. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn cường giả Liệt Thiên Thần Hổ, ta đề nghị các người sinh thêm một cháu trai nữa. Mọi người! Ngươi nói gì vậy? Vành mắt cường giả Liệt Thiên Thần Hổ sắp nứt ra, trên người bộc phát khí tức khủng bố, lúc này, Trần Quan Tử đột nhiên tiến lên một bước, xuất kiếm chém ra. Trời đất nứt lìa, cường giả Liệt Thiên Thần Hổ bị nhát kiếm này chém lui ra ngàn trượng. Trần Quan Tử nhìn chằm chằm cường giả Liệt Thiên Thần Hổ, còn dám tiến lên một bước thì ta sẽ giết ông trước, sau đó tiêu diệt tộc Liệt Thiên Thần Hổ của ông. Nghe vậy, sắc mặt của cường giả Liệt Thiên Thần Hổ nhất thời trở nên khó coi. Ra tay. Ông ta đương nhiên không dám ra tay. Không chỉ vì kiếm tông, còn bởi vì bây giờ có rất nhiều người đang nhìn. Nếu như tộc Liệt Thiên Thần Hổ công khai ra tay, có thể sẽ dẫn tới việc dư luận phẫn nộ, cũng sẽ bị người mắng vô liêm sỉ. Nghĩ đến đây, cường giả tộc Liệt Thiên Thần Hổ lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Quân ở dưới, sau đó nói, ta sẽ mang thi thể cháu trai ta đi. Ông ta còn chưa dứt lời, Diệp Quân ở dưới đã thu thi thể Liệt Thiên Thần Hổ vào nhẫn. Mọi người! Diệp Quân nhìn cường giả Liệt Thiên Thần Hổ, người hãy nhớ đấy. Làm càn! Cường giả tộc Liệt Thiên Thần Hổ nhìn chằm chằm Diệp Quân, trong mắt hiện lên sát khí, ông ta không nói gì thêm, xoay người rời đi. Trên đài sinh tử! Sau khi Diệp Quân thu thi thể Liệt Thiên Thần Hổ vào nhẫn, hắn nhìn về phía thần thú Huyền Vũ, lúc này, trong mắt thần thú Huyền Vũ và Chu Tước đều có chút kiêng dè. Nhát kiếm vừa rồi của Diệp Quân thật sự quá kinh khủng. Diệp Quân không xuất kiếm, mà đi sang bên cạnh, xòe bàn tay ra, mảnh vỡ kiếm long ngâm chậm rãi bay vào trong tay hắn, nhìn mảnh vỡ trong tay, hắn nhẹ giọng nói, sau này ta sẽ đúc lại ngươi. Kiếm long ngâm khẽ rung lên, như đang đáp lại. Diệp Quân thu hồi mảnh vỡ kiếm long ngâm, quay đầu nhìn về phía Lục Thiên, tiếp tục. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Vèo. Trong sân, một luồng kiếm quang như sấm sét xoẹt qua. Sau khi Diệp Quân và Ngao Thiên Thiên dung hợp, sức mạnh của hắn tăng lên không chỉ một chút, bao gồm cả tốc độ của hắn, bây giờ ngay cả khi hắn không xuất kiếm cũng có thể xé rách thời không. Thấy nhát kiếm đáng sợ của Diệp Quân, Lục Thiên híp mắt lại, thần thú Huyền Vũ phía sau gã lại gầm lên một tiếng, bất động như núi. Vừa dứt lời, quy giáp Huyền Vũ trên cơ thể gã tỏa ra luồng ánh sáng vàng, quy giáp bao phủ lấy thần Huyền Vũ và Lục Thiên, cùng lúc đó, Chu Tước trên trời đột nhiên đáp xuống, lúc này, trời đất lập tức sôi trào. Thanh kiếm của Diệp Quân chém vào quy giáp Huyền Vũ, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát ra. Lúc này, Diệp Quân liên tiếp tung ra 10 nhát kiếm. Lâm giới, Một sức mạnh đáng sợ bộc phát từ mũi kiếm của Diệp Quân, trong nháy mắt, quy giáp Huyền Vũ nứt ra, rồi vỡ vụn. Lúc này, Diệp Quân lại chém ra một nhát kiếm. Quy giáp Huyền Vũ bỗng vỡ vụn, nhưng lúc này Chu Tước đã lao tới. Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu, lại chém ra một nhát kiếm. Lâm giới. Nhất thời, Chu Tước bị nhát kiếm này đánh bay ra ngoài chân trời, nhưng ngay sau đó, 10 thanh phi kiếm đột nhiên phóng ra từ cơ thể của Diệp Quân. Lại là lâm giới. Chu Tước còn chưa kịp dừng lại, 10 thanh phi kiếm đã chém xuống đầu nó.
Ầm. Dưới sự chứng kiến của mọi người, một tiếng thét thảm thiết bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, đầu Chu Tước nổ tung, hóa thành một con chim không đầu. Tất cả mọi người chết lặng. Thần thú cứ vậy bị chém chết rồi sao? Sau khi giết Chu Tước bằng một nhát kiếm, 10 thanh phi kiếm Chu Tả bất ngờ bay ngược lại, chém về phía đầu thần thú Huyền Vũ. Nhìn thấy cảnh tượng này, con người của thần thú Huyền Vũ đột nhiên co rụt lại, nó biết bản thân không thể ngăn được nhát kiếm này. Sau khi Diệp Quân hợp nhất với Ngao Thiên Thiên, sức mạnh và tốc độ tăng lên quá đáng sợ. Nhưng lúc này, Lục Thiên đột nhiên giơ tay phải lên, trong nháy mắt, sức mạnh đáng sợ bao phủ tất cả thời không xung quanh gã. Ầm. Bỗng chốc, tốc độ 10 thanh phi kiếm của Diệp Quân đột nhiên giảm xuống. Nhưng lúc này, thời không xung quanh Lục Thiên lại lơ lửng những phù ấn đại đạo. Vực. Đạo vực. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Ẩn kiếp chí cảnh cộng thêm cả đạo vực. Lúc này, Diệp Quân phất tay áo, 10 thanh phi kiếm bay ngược về phía sau, rút khỏi đạo vực của Lục Thiên. Diệp Quân quan sát Lục Thiên, gã bật cười, vừa định lên tiếng thì Diệp Quân đột nhiên nhẹ giọng nói, nếu như ngươi sớm thi triển đạo vực thì Liệt Thiên Thần Hổ và Chu Tước sẽ không chết. Nụ cười tươi rói vừa xuất hiện trên khuôn mặt Lục Thiên đông cứng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Thiên, thần sắc cũng trở nên không đúng lắm. Không thể không nói, câu nói của Diệp Quân như một gáo nước lạnh. Đạo vực. Lúc Lục Thiên thi triển đạo vực, những người ủng hộ gã đương nhiên vui mừng phát điên. Không chỉ là ẩn kiếp chí cảnh, hơn nữa còn nắm được cả ẩn kiếp chí cảnh của đạo vực. Thế nhưng câu nói của Diệp Quân đã khiến cho cảm giác vui mừng của bọn họ giảm đi một nửa. Phải đấy. Nếu như Lục Thiên không che giấu thực lực thì Liệt Thiên Thần Hổ và Chu Tước sẽ không chết. Đạo vực đấy. Đạo vực là phương pháp khủng bố có thể trấn áp được phi kiếm của Diệp Quân. Vậy mà ngươi lại không dùng. Không thể không nói, đã có một số người thật sự nổi giận. Lục Thiên trừng mắt nhìn Diệp Quân, không nói gì hết, ban nãy gã cũng không cố ý muốn hy sinh Liệt Thiên Thần Hổ và Chu Tước, nguyên nhân chủ yếu à bởi vì gã đã xem nhẹ thực lực của Diệp Quân. Gã không ngờ sau khi Diệp Quân dung hợp với Ngao Thiên Thiên thì thực lực lại nâng cao nhiều đến vậy, càng không ngờ uy lực của phương pháp lâm giới của Diệp Quân lại khủng bố tới thế. Tại gã sơ ý rồi. Đương nhiên, gã không giải thích gì cả, bởi vì gã biết càng giải thích thì càng tệ. Lục Thiên nhìn Diệp Quân, trận chiến ngày hôm nay, ngươi dùng những thủ đoạn nhỏ nhặt này có tác dụng sao? Diệp Quân mở lòng bàn tay ra. 10 thanh phi kiếm Chu Tả bay trở lại trong lòng bàn tay hắn, hắn nhìn Lục Thiên, khẽ cười, không phải ngươi nói có ta thì không có ngươi thì không có ta sao? Hôm nay, ta đứng ở đây, cầu xin ngươi giết ta đấy. Khóe miệng Lục Thiên nhếch lên nở một nụ cười đều, sẽ như ngươi mong muốn. Gã đột nhiên lao lên trước một bước. Ầm, bước chân này lao ra, cả đài sinh tử rung lên kịch liệt, ngay sau đó, gã mở lòng bàn tay. Một tấm thần ấn ngưng tụ lại, nhưng đúng vào lúc này, 10 thanh phi kiếm đột nhiên lao tới. Diệp Quân đương nhiên sẽ không ngốc tới độ để cho Lục Thiên thi triển công pháp một cách yên ổn. 10 thanh phi kiếm lao tới trong nháy mắt. Lại là lâm giới. Đúng lúc này, yêu thú thần Huyền Vũ trên đỉnh đầu Lục Thiên đột nhiên gầm lên đầy phẫn nộ, hai tay nó mạnh mẽ giơ ra phía trước bảo vệ, hóa thành quy giáp màu vàng bảo vệ Lục Thiên lần nữa. Ầm. 10 thanh phi kiếm chém tới, sức mạnh cường đại khiến cho quy giáp màu vàng nứt toác, lúc này lại có một thanh phi kiếm lao tới. Ầm. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, quy giáp màu vàng đột nhiên vỡ vụn. Thế nhưng đúng vào lúc này, giọng nói của Lục Thiên đột nhiên vang lên, địa tỏa. Vừa dứt lời, mặt đất dưới chân Diệp Quân đột nhiên rung lên kịch liệt, ngay sau đó, vô số sức mạnh mặt đất quy tụ lại về phía Diệp Quân, trong nháy mắt. Số sức mạnh mặt đất này đã khóa chặt lấy thời không nơi hắn đang đứng. Thứ nó khóa không phải Diệp Quân mà là thời không nơi hắn đang đứng. Diệp Quân khẽ cau mày, đang định xuất kiếm, lúc này, giọng nói của Lục Thiên lại tiếp tục vang lên, thiên tù. Ầm. Trên đỉnh đầu Diệp Quân, thời không đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một khí tức vô cùng đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc này, sức mạnh đất trời dâng lên như nước thủy triều. Nháy mắt đã khóa chặt lấy không gian Diệp Quân đang đứng. Bấy giờ, Lục Thiên lại tiến về phía trước một bước, sau đó khẽ lật tay phải. Ầm ầm. Trong tích tắc,
không gian xung quanh Diệp Quân xuất hiện vô số phù ấn đại đạo. Đạo vực, thiên tù, địa tỏa, ba loại sức mạnh trấn áp Diệp Quân. Lục Thiên phẫn nộ gầm lên, mời đạo nhẫn. Đột nhiên, tất cả mọi người đang có mặt đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy cách đỉnh đầu Diệp Quân khoảng nghìn trượng, thời không nơi đó đột nhiên ngưng lại, ngay sau đó, có một lưỡi dao khổng lồ dài nghìn trượng bay ra ngoài. Vút, thanh đạo nhẫn đó giáng xuống từ trên đỉnh đầu rồi chém thẳng về Diệp Quân phía bên dưới. Rắc, đột nhiên, thời không trong phạm vi nghìn trượng nứt ra, sau đó mai một đi từng tấc. Cùng lúc này, thời không trong phạm vi mấy nghìn trượng cũng trở nên hư ảo. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thuật thần thông của đạo gia. Có người đứng trong đám đông khẽ nói, ít nhất là cấp chân bên trên cấp giản. Thuật thần thông cấp chân. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cấp chân thật sự vô cùng hiếm có. Thuật thần thông cấp bậc này chỉ mấy thế gia đỉnh cao và thư viện quan huyên mới có. Quan trọng nhất là thuật thần thông ở cấp bậc này không phải thứ mà người bình thường có thể kiểm soát. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cấp bậc càng cao thì càng khó tu luyện. Thanh đạo nhẫn kia mang theo uy lực hủy diệt trời đất cứ thế chém thẳng xuống. Nhát chém này khiến cho đất trời nứt ra. Đạo nhẫn vẫn chưa giáng xuống mà khí thế đã áp chế cả đất trời. Bên dưới, Diệp Quân nhìn thanh đạo nhẫn chém xuống, sắc mặt bình tĩnh. Đúng lúc này, Ngao Thiên Thiên đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, cô ta nói, để ta chống đỡ. Nói xong, cô ta muốn xông ngay lên trời. Thanh đạo nhẫn này khiến cô ta cảm nhận được khí tức của sự chết chóc, cô ta biết mặc dù cô ta và Diệp Quân đã dung hợp lại làm một, nhưng cũng có khả năng không thể chống đỡ được, có thể cô ta sẽ không chết, mà Diệp Quân sẽ chết. Dù gì cô ta cũng là thiên long, lực phòng ngự của thân xác vô cùng đáng sợ, còn Diệp Quân thì không phải. Một khi thân xác của cô ta bị phá hủy, sức mạnh quá lớn khiến cho cô ta và Diệp Quân phân tách nhau ra, vậy thì thân xác phàm trần của Diệp Quân chắc chắn sẽ chẳng thể chống đỡ nổi. Vậy nên cô ta quyết định một mình đứng ra chống đỡ. Lúc này, tay cô ta đột nhiên bị kéo lại. Diệp Quân khẽ nói, cô tới giúp ta đã là rất quý rồi, sao ta có thể để cho cô đi liều mạng chứ? Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân khẽ cười. Ngao Thiên Thiên cũng bật cười, cô ta đột nhiên lao ra phía trước một bước, chủ động dung hợp với Diệp Quân. Diệp Quân mở lòng bàn tay ra. Vút! Một tiếng kiếm kêu lao thẳng lên trời, trong ánh mắt của tất cả mọi người, Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm chu tả xuất hiện trong tay hắn, hắn chém thẳng về phía trước. Lâm giới! Lần này không phải 10 kiếm, mà là 15 kiếm. Sau khi có được sự trợ lực của Ngao Thiên Thiên, số nhát kiếm lần này của hắn đã đạt tới 15. Khoảnh khắc thanh kiếm này lao ra, thời không nơi hắn đang đứng đột nhiên vỡ vụn, vô số sức mạnh mặt đất và sức mạnh đất trời cũng vỡ tan theo. Đương nhiên, đạo vực của Lục Thiên cũng tan nát trong khoảnh khắc này. Không còn bị ba sức mạnh kìm hãm, Diệp Quân đột nhiên mở lòng bàn tay. 12 thanh phi kiếm đột nhiên lao ra. Lâm giới. Lần này không phải 10 nhát kiếm mà là 12 nhát kiếm. Không phải là 15 nhát kiếm là bởi vì hắn chỉ có 12 thanh phi kiếm mà thôi. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, 12 thanh phi kiếm kia chém về phía đạo nhẫn. Ầm ầm, trời đất rung lên kịch liệt, kiếm quang mạnh mẽ bộc phát, đạo nhẫn cũng rung lên kịch liệt, sau đó nứt ra, ngay sau đó cùng với màn kiếm quang kia hóa thành một màn sóng khí khủng bố lan tỏa ra khắp không gian. Tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã lan ra phạm vi cả nghìn trượng. Khu vực đài sinh tử mà Diệp Quân và Lục Thiên đang đứng cũng bắt đầu đổ sụp. Cùng lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên bay ra từ trong màn sóng khí kia. Vút, kiếm quang đi tới đâu thời không nứt ra tới đó. Phía xa, đôi con người của yêu thú thần huyền vũ chợt co lại, không thể không nói, bây giờ nó thật sự thấy hơi sợ kiếm của Diệp Quân rồi. Kiếm của Diệp Quân thật sự có thể phá hỏng lớp phòng ngự của nó. Có điều lúc này, nó chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể bảo vệ Lục Thiên. Thế nhưng đúng vào lúc này, Lục Thiên lại nói, để ta. Nói xong, gã lao ra trước một bước, sau đó chỉ điểm, trên đầu ngón tay, một phù ấn màu máu đột nhiên bay vút. Phù ấn màu máu này lại chặn đứng được 12 thanh phi kiếm của Diệp Quân,
có điều sức mạnh cường đại cũng lập tức khiến cho Lục Thiên và yêu thú thần Huyền Vũ chấn động tới mức lùi ra ngoài cả trăm trượng. Lúc Lục Thiên và yêu thú thần Huyền Vũ vừa dừng lại. Vút! Thời không trước mặt gã đột nhiên nứt ra, Diệp Quân cầm kiếm lao tới. Lần này, Diệp Quân sử dụng liên tiếp 15 nhát kiếm. Lại là lâm giới. Hai tay Lục Thiên kết ấn, lẩm nhẩm thần chú, đột nhiên, dưới chân gã xuất hiện một màn sáng đại đạo. Ầm, màn sáng đại đạo này chặn đứng lại nhát kiếm khủng bố của Diệp Quân, khu vực thời không nơi hai người đang đứng lập tức sụp đổ, biến thành một mảng tối đen. Có điều trong nháy mắt đã khôi phục lại như cũ. Đôi mắt Diệp Quân lóe lên vẻ tàn ác, hắn cầm kiếm xoay mạnh một vòng. Ầm ầm, một màn kiếm quang đột nhiên bộc phát, sức mạnh cường đại lập tức khiến cho màn sáng đại đạo kia chấn động tới mức vụn vỡ. Bốp! Lục Thiên cũng bị chấn động văng ra, nhưng cùng lúc này, tay phải của gã lại túm lấy Diệp Quân từ phía xa, bỗng chốc thời không xung quanh cứ thế nứt lìa, ngay sau đó, gần 10.000 tia chớp màu đỏ nhạt cùng lúc bay ra, sau đó lao thẳng về phía Diệp Quân. Vẻ mặt Diệp Quân bình tĩnh, vung ống tay áo. Vút! Một màn kiếm quang chém ra, trong tích tắc, những tia chớp xung quanh hắn hoàn bị chém vỡ vụn. Một giây sau, Diệp Quân đột nhiên biến mất khỏi vị trí. Phía xa, con người của Lục Thiên chợt co lại, gã đột nhiên lao ra trước một bước, thời không xung quanh cũng xuất hiện vô số phù ấn đại đạo. Đạo vực, ầm ầm. Vào lúc thanh kiếm của Diệp Quân lao tới, sức mạnh cường đại khiến cho khu vực đạo vực chấn động rung lên kịch liệt, ngay sau đó, đạo vực đột nhiên vỡ vụn. Bốp, Lục Thiên nháy mắt đã lùi ra bên ngoài cả trăm trượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của tất cả mọi người đang có mặt đều trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đánh tới bây giờ, bọn họ phát hiện ra người mang thiên mệnh mà vốn dĩ bọn họ cho rằng vô địch trong lòng lại bị đánh lép vế. Thực lực của Diệp Quân rõ ràng quá khủng bố. Lúc này, có đệ tử thế gia đột nhiên khẽ nói, thực lực của Diệp Quân này, mạnh thật. Ở bên cạnh y, cả đám đệ tử thế gia tông môn đều trầm mặc. Đột nhiên, có một người đàn ông nhìn về phía đệ tử thế gia vừa nói, phẫn nộ lên tiếng, mạnh cái gì chứ? Nếu không phải hắn đã ký kết khế ước bình đẳng với Ngao Thiên Thiên, có được sức mạnh của Ngao Thiên Thiên thì hắn có là cái thá gì? Đệ tử thế gia tông môn kia trầm giọng nói, Lục Thiên sư huynh cũng có thần thú bảo vệ, hơn nữa còn có ba. Người đàn ông bực tức mắng chửi, người đang nói cái gì? Lục sư huynh là người mang thiên mệnh. Trên người huynh ấy có số mệnh đại đạo thuộc về thiên mệnh. Ngươi lại nói giúp cho tên Diệp Quân kia, có phải ngươi muốn tạo phản không? Có phải ngươi muốn phản bội lại vũ trụ quan huyên hay không hả? Đệ tử thế gia kia cứng họng. Trên đài sinh tử, sau khi Diệp Quân dùng kiếm chém vụn đạo vực thì vẫn chưa dừng lại, cơ thể hắn rung lên, hóa thành một tia kiếm quang biến mất khỏi vị trí. Khoảnh khắc này, tốc độ của hắn đã đạt tới cực hạn. Vô số người đang có mặt đều không nhìn rõ tốc độ của nhát kiếm này, bọn họ chỉ nghe thấy âm thanh thời không nứt vỡ. Phía xa, Lục Thiên đột nhiên nói, hợp thể với ta. Vừa nói dứt lời, yêu thú thần Huyền Vũ đột nhiên hóa thành một tia sáng xâm nhập vào bên trong cơ thể gã. Ầm, cơ thể Lục Thiên từ trên xuống dưới xuất hiện một lớp quy giáp Huyền Vũ màu vàng. Lúc này, Diệp Quân đã cầm kiếm chém tới nơi. Nhát kiếm này đâm thẳng vào yết hầu của Lục Thiên. Rắc! Lớp quy giáp Huyền Vũ màu vàng nứt toác. Lúc này, khóe miệng Lục Thiên lại nở một nụ cười, người mắc bẫy rồi. Vừa dứt lời, không gian phía sau lưng Diệp Quân đột nhiên nứt lìa, một bàn tay máu khủng bố cứ thế thỏ ra. Trên trụ đá, sắc mặt của Tào Bạch đột nhiên biến đổi, một trong ba đại hung thú hung nghê thú. Cùng lúc này, thanh kiếm trong tay Diệp Quân đột nhiên biến mất. Hắn quay phát người lại, tung ra một cú đấm. Liệt thế thốn kình. Khoảnh khắc này, dưới sự giúp đỡ của Ngao Thiên Thiên, uy lực liệt thế thốn kình của hắn tăng lên gấp 5 lần. Ầm ầm, một cú đấm tung ra, sức mạnh khủng bố bộc phát đầy mạnh mẽ, yêu thú trước mặt hắn bị chấn động tới mức văng ra xa cả trăm trượng. Diệp Quân đột nhiên mở nắm đấm ra, kiếm xuất hiện trong tay hắn, một giây sau, hắn quay mạnh người lại tung ra một nhát kiếm. Lâm giới. Ầm ầm. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, Lục Thiên đã bị chém bay ra xa cả trăm trượng. Vừa dừng lại, lớp quy giáp màu vàng khắp người Lục Thiên cứ thế nứt vỡ.
tất cả mọi người như hóa đá. Diệp Quân nhìn Lục Thiên, mắc bẫy cái đầu nhà ngươi, phế vật. Mọi người. Lúc này, có người đột nhiên run giọng nói, võ thế, hắn vừa là kiếm đế vừa là võ thần. Lời này vừa thốt ra, không gian chợt lặng ngắt như tờ. Vừa là kiếm đế, vừa là võ thần. Lúc này mọi người trong sân đều đang nhìn Diệp Quân, ánh mắt mọi người đều hiện lên vẻ khó tin. Song tu võ kiếm. Mọi người chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Phải biết rằng, dù là kiếm chủ nhân gian năm đó cũng không yêu nghiệt như vậy. Bây giờ Diệp Quân này lại không chỉ tu kiếm mà còn tu võ, quan trọng nhất là hắn vừa là kiếm đế, vừa là võ thần. Quá đáng sợ. Lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy da đầu tê dại. Không gian lúc này bỗng trở nên im ắng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Trên bầu trời, đại võ tông đó nhìn chằm chằm Diệp Quân, lúc này ông ta cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Võ thần! Đây là điều ông ta không ngờ đến. Phải nói rằng đây là chuyện mà theo ông ta nghĩ là hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Vừa là chuẩn đại kiếm đế, vừa là võ thần. Quả thật quá yêu nghiệt. Đại võ tông nhìn chằm chằm Diệp Quân bên dưới, lặng thinh không nói, không biết đang nghĩ gì. So với các thế gia, tông môn ủng hộ Lục Thiên đó, lúc này kiếm tông và các thế lực ủng hộ Diệp Quan lại càng nhốn nháo. Võ thần. Rất nhiều người trong số họ cũng không ngờ Diệp Quân không chỉ là một chuẩn đại kiếm đế, mà còn là một võ thần. Quá yêu nghiệt. Tào Bạch đứng bên cạnh Trần Quan Tử lắc đầu cười khổ, Diệp sư đệ này che giấu cũng kỹ quá đấy. Các kiếm tu ở đằng sau y đều gật đầu, ai nấy cũng cảm thấy bất ngờ, dĩ nhiên vui mừng kinh ngạc vẫn chiếm phần nhiều. Trần Quan Tử nhìn Diệp Quân ở trên đài sinh tử đằng xa, lặng thinh không nói nhưng lại có thể thấy được nụ cười hiếm thấy hiện lên gương mặt. Y cũng rất bất ngờ với chuyện Diệp Quân là võ thần. Lúc này các cường giả của thần điện Linh Hư và Động Thiên Tuế Nguyệt cũng bật cười. Mấy ngày nay, họ đều nghẹn một bụng tức. Vì ai cũng mắng họ là đồ ngốc, mắng họ là não bị cửa kẹp. Mà giờ thì, ai còn dám nói thế nữa? Người mang thiên mệnh ư? Lúc này dường như gã cũng chỉ có thế ở trước mặt Diệp Quân, vì đánh đến lúc này mà Diệp Quân luôn chiếm ưu thế. À không phải, là hoàn toàn áp đảo Lục Thiên. Người mang thiên mệnh, chẳng qua chỉ có thể. Lúc này các cường giả của tộc Thiên Long ở một bên khác cũng thở phào, nhất là tộc trưởng Ngao Thành. Từ sau khi Lão và Ngạo Thiên Thiên chọn Diệp Quân, hai cha con họ đối mặt với rất nhiều áp lực. Không chỉ phải đối mặt với áp lực từ tiên bảo các của thư viện Quan Huyên, mà còn phải đối mặt với áp lực từ những người trong tộc đó, có thể nói chỉ cần Diệp Quân bị đánh bại, tộc Thiên Long sẽ nổi dậy làm phản, sau đó sẽ xé nát cha con họ, dù sao hầu hết mọi người trong tộc Thiên Long đều muốn ủng hộ Lục Thiên. Mà Lão và Ngao Thiên Thiên lại chọn ủng hộ Diệp Quân, có thể tưởng tượng đến kết cục của cha con họ nếu Diệp Quân thua. Bây giờ thấy Diệp Quân là võ thần. Ngạo Thành cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù Diệp Quân không thắng cũng không ai dám nói cha con Ngạo Thành lão là đồ ngu ngốc. Vừa là kiếm đế, vừa là võ thần, lẽ nào không đáng cho tộc Thiên Long ủng hộ sao? Hơn nữa lúc này Diệp Quân đã hoàn toàn áp đảo người mang thiên mệnh. Các cường giả tộc Thiên Long ở đằng sau lão cũng dần nở nụ cười, phải nói là Diệp Quân này quả thật rất yêu nghiệt, chẳng kém cỏi so với Lục Thiên chút nào. Trên đài sinh tử, Diệp Quân nhìn Lục Thiên ở phía đằng xa với vẻ mặt khinh thường, nhưng hắn không tấn công Lục Thiên mà xoay lại nhìn phía sau. Phía trước hắn không xa có một con yêu thú hung hãn, yêu thú có hình dạng giống con sư tử khổng lồ, toàn thân đỏ như máu, có hai cái sừng, đuôi dài đến tận mấy trượng, hơn nữa phần rìa sắc bén như đao, cực kỳ đáng sợ. Yêu thú hung nghê. Tộc hung nghê là một trong ba tộc hung yêu lớn của yêu vực, thực lực của chúng hơn cả bốn đại thần thú. Lúc nãy, một cú đấm của Diệp Quân đã đập nát sống mũi của hung nghê, lúc này toàn thân nó toát ra khí thế hung tàn, ánh mắt càng thêm hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người. Nó đã nổi giận. Thế nhưng Diệp Quân càng tức giận hơn, không hề nói thêm lời thừa thãi nào đã biến mất khỏi chỗ. Thấy Diệp Quân còn muốn ra tay trước, hung nghê càng tức giận, gầm gừ một tiếng rồi lao đến trước đâm đến chỗ Diệp Quân. Không gian mà nó chạy qua đều từng chút sụp xuống, cực kỳ hãi hùng. Tốc độ của Diệp Quân lại không hề giảm. Phải cứng rắn đối đầu.
Lúc này Diệp Quân bỗng đâm thanh kiếm tới. 15 nhát kiếm. Ngay khi Diệp Quân xuất kiếm, thời không trong phạm vi ngàn trượng đều nứt ra. Ầm. Một người một yêu thú bỗng văng ra ngoài cùng lúc. Diệp Quân lùi lại cả trăm trượng, không gian ở những chỗ hắn lùi lại bị đâm nát, khi hắn dừng lại, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Sức mạnh quá lớn. Dù là hắn và Ngao Thiên Thiên cùng lên phòng ngự cũng không thể chống đỡ được. Hung Nghê ở phía đằng xa liên lục lùi lại cả trăm trượng, lần này khi dừng lại, đầu nó nứt toác, máu bắn ra như suối. Phá vỡ phòng ngự. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt mọi người đều trở nên kinh hãi. Có thể thấy khí tức của yêu thú Hung Nghê là cấp tiên đỉnh cao, mà lúc này nó muốn cứng rắn đối đầu với Diệp Quân nhưng lại không thể. Mặc dù Diệp Quân có Ngao Thiên Thiên, nhưng tên Lục Thiên này có 4 con yêu thú siêu cấp. Nếu 4 con yêu thú siêu cấp này mà đi theo Diệp Quân. Nhiều người nghĩ đến đây đã cảm thấy sợ hãi. Hung Nghê sửng sốt một chốc rồi ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quân ở phía đằng xa, lúc này khí thế hung tàn của nó đã giảm đi khá nhiều, thay vào đó là thêm phần nghiêm túc. Nhát kiếm này khủng khiếp quá. Nếu không phải nó phòng vệ đặc biệt thì đòn tấn công lúc nãy đủ để lấy mạng nó rồi. Lúc này nó không còn xem thường kiếm tu trước mặt này nữa. Ngay lúc này giọng Lục Thiên ở đằng xa bỗng vang lên, Hung Nghê huynh, kéo chân hắn một lúc giúp ta. Vừa dứt lời Lục Thiên bỗng bay lên không trung, thời không xung quanh gã rung lên dữ dội, cùng lúc đó một thần trận phù ấn cực lớn xuất hiện trên đỉnh đầu gã, phù ấn dày đặc xung quanh gã cũng dần nổi lên, lúc này cả đài sinh tử lại bắt đầu rung lắc lần nữa. Thấy thế mọi người đều biến sắc. Gã muốn xuất chiêu hiểm. Diệp Quân híp mắt, kiếm chu tà bên tay phải khẽ rung lên. Lúc này Hung Nghê bỗng tức giận gào lên, tiên tổ bảo vệ. Ầm. Tia sáng màu đỏ bỗng phát ra từ trong người nó, sau đó hóa thành một bộ áo giáp màu đỏ như mái phủ khắp người nó. Thấy thế, Diệp Quân nhíu mày, sao yêu thú này lại có nhiều tiên tổ bảo vệ như thế? Lúc này như biết sự ngờ vực của hắn, Ngao Thiên Thiên trong cơ thể bỗng nói, về cơ bản, những yêu thú nòng cốt trong đám yêu thú đỉnh cấp đều có cách bảo vệ mạng sống, chính là sự bảo hộ của tiên tổ, trong quá trình tiên tổ bảo vệ, số lượng phòng thủ tăng gấp đôi. Tăng lên gấp đôi. Diệp Quân nhíu mày, phòng vệ của đám yêu thú này vốn dĩ đã hơn hẳn người cùng cấp bậc, thêm nữa phải nói là tiên tổ bảo vệ này quả thật hơi biến thái. Ngao Thiên Thiên bỗng nói, ta cũng có tiên tổ bảo vệ, có cần ta thi triển không? Nhưng Diệp Quân lại nói, không cần. Ngay khi vừa dứt lời, Diệp Quân bỗng biến mất, lần này mục tiêu của hắn không phải là thú Hung Nghê nữa mà là Lục Thiên ở đằng xa kia. Lục Thiên đang thi pháp. Hơn nữa vừa nhìn đã biết là gã đang xuất chiêu hiểm nên hắn định giải quyết Lục Thiên này trước. Thực lực cách biệt. Vèo. Một luồng kiếm quang nhanh như chớp xoẹt qua, không gian ở những nơi nó lướt qua đều bị nứt toạc ra từng chút, tốc độ cực kỳ nhanh, chỉ thoáng chốc đã đánh đến trước mặt Lục Thiên. Ngay lúc này, yêu thú thần huyền vũ bỗng chắn trước mặt Lục Thiên, nó gầm lên một tiếng, hai tay ấn mạnh về phía trước, quy giáp màu vàng đã có vết nứt lại xuất hiện. Lúc này kiếm của Diệp Quân lao đến. Đòn tấn công này lao đến, quy giáp màu vàng rung lên, vết nứt trở nên lớn hơn. Ánh mắt Diệp Quân lóe lên tia tà ác, lại thêm một nhát kiếm nữa. Rầm. Nhát kiếm này lao đến, quy giáp màu vàng nổ tung, biến thành từng mảnh vỡ của tia sáng màu vàng rơi xuống. Diệp Quân mặc kệ thần huyền vũ bị thương mà lao lên trời, chém một kiếm về phía Lục Thiên. Nhưng đúng lúc này, yêu thú thần huyền vũ bỗng tức giận gầm lên, tay phải của nó túm lấy chân Diệp Quân, sau đó kéo mạnh xuống dưới. Ánh mắt Diệp Quân hiện lên vẻ tàn ác, hắn thuận thế chém xuống dưới một kiếm. Vèo! Nhát kiếm này đâm thẳng vào đỉnh đầu của yêu thú thần huyền vũ, máu bắn ra tung tóe. Diệp Quân vẫn mặc kệ yêu thú thần huyền vũ, xoay người muốn bay lên trời nhưng vào lúc này, yêu thú thần huyền vũ lại đột nhiên gầm lên một tiếng. Nó lại dùng hết sức kéo mạnh xuống. Rầm. Nó và Diệp Quân cũng rơi xuống đất, vừa rơi xuống, mặt đất nổ tung, đất cát văng lên tung tóe. Lần này Diệp Quân không để tâm đến Lục Thiên nữa, hắn xòe bàn tay, 10 thanh phi kiếm bay ra đâm vào giữa trán yêu thú thần huyền vũ, đôi mắt của yêu thú thần huyền vũ trợn to, máu liên tục chảy ra, nhưng nó vẫn nắm chặt lấy tay Diệp Quân không buông. Diệp Quân nhìn yêu thú thần huyền vũ trước mặt,
Yêu thú thần Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn Lục Thiên khẽ nói, người mang thiên mệnh, người đã đồng ý với tộc thần Huyền Vũ của ta, phải giúp tộc thần Huyền Vũ vực dậy, người nhất định phải nhớ cho kỹ. Vừa dứt lời, trong cơ thể nó bỗng phát ra một luồng khí tức đáng sợ. Tự nổ. Khí tức này vừa xuất hiện, sắc mặt Diệp Quân thay đổi, cả người run lên rồi lui lại cả trăm trượng nhưng vẫn bị sóng xung kích khủng khiếp kia ập đến. Bùm. Diệp Quân liên tục lùi về sau hơn 300 trượng. Khi hắn dừng lại, khóe miệng hắn xuất hiện một vệt máu. Thời không cách trước mặt hắn cả ngàn trượng biến thành một vùng đen kịt, nhưng thoáng chốc lại dần trở lại bình thường. Tự nổ. Mọi người ở đó đều kinh hãi. Không ai ngờ được yêu thú thần Huyền Vũ lại chọn cách tự nổ để kéo chân Diệp Quân, cũng liều mạng quá rồi nhỉ. Lúc này yêu thú hung nghê bỗng đứng trước mặt Diệp Quân, nhìn chằm chằm hắn. Nhiệm vụ bây giờ của nó là kéo chân người trước mặt này. Diệp Quân lau vết máu trên khóe miệng, sau đó thầm nói, Thiên Thiên, cô không sao chứ? Ngao Thiên Thiên im lặng một lúc rồi cười nói, ta không sao, ta có thể có chuyện gì chứ? Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn Lục Thiên ở trên trời, từng luồng khí tức đáng sợ liên tục cuồn cuộn xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Thiên. Lúc này không chỉ cả đài sinh tử, mà cả đỉnh thí luyện đều xuất hiện một uy lực cực mạnh. Mọi người hoảng sợ. Lục Thiên này đang thi triển chiêu gì thế? Ngay lúc này Nam Lăng Nhất Nhất bên Kiếm Tông khẽ nói, đây là cấm thuật trong truyền thuyết. Cấm thuật? Nghe thế Trần Quan Tử nhíu mày, đó là cấm thuật trong thần điển truyền thuyết. Nam Lăng Nhất Nhất gật đầu, run giọng nói, đúng thế, là vạn đạo vẫn lạc một trong 10 cấm thuật. Cô ấy có thần điển nhưng Thư viện Quan Huyên cũng có thần điển, dĩ nhiên thần điển mà cô ấy có mới là thật. 10 cấm thuật. Nghe Nam Lăng Nhất Nhất nói thế, Trần Quan Tử biến sắc. Tào Bạch hơi khó hiểu, đại sư huynh, cấm thuật này rất mạnh à? Trần Quan Tử gật đầu, thần điển này là do chủ nhân đại đạo bút viết, các thuật của thần pháp được chứa trong đó đều vô cùng đáng sợ, uy lực của cấm thuật này lại càng mạnh hơn. Trong trận chiến ở chiến trường Hư Chân, thần thuật sư của vũ trụ Quan Huyên ta đã từng dùng cấm thuật này để giết mười mấy vạn thần linh chỉ trong tích tắc. Y vừa nói vừa nhìn Lục Thiên ở trên đài sinh tử, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, năm đó, ngay cả vài thần thuật sư đế cảnh cũng khó có thể khống chế được cấm thuật đáng sợ vô địch này nhưng gã lại có thể thi triển được nó. Nghe Trần Quan Tử nói thế, các kiếm tu đều lặng thinh không nói gì, họ nhìn Diệp Quân trên đài sinh tử bên dưới, đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Nam Lăng Nhất Nhất siết chặt hai tay, sắc mặt hơi tái. Cô ấy là thần thuật sư nên cô ấy biết cấm thuật đó đáng sợ thế nào. Trên đài sinh tử, Diệp Quân im lặng nhìn Lục Thiên. Đối phương đã thi triển xong. Lúc này nếu ra tay thì cũng không đỡ được. Hai tay Lục Thiên giơ lên giữa không trung, thoáng chốc không gian trời đất bỗng nứt ra, sau đó vô số phù ấn đại đạo bay ra từ trong không gian bị nứt ra đó. Lúc này cả đỉnh thí luyện rung lên dữ dội như thể xảy ra động đất. Các ngọn núi xung quanh bắt đầu nứt toạc và sụp xuống. Mọi người hoảng sợ. Rất nhiều cường giả Thư viện Quan Huyên bỗng xuất hiện xung quanh, họ bắt đầu gia cố không gian, nhưng dù như thế, đỉnh thí luyện cũng bắt đầu nứt ra từng chút. Đỉnh thí luyện này không thể chịu được sức mạnh này. Lục Thiên nhìn xuống Diệp Quân bên dưới, đi đường bình an. Vừa dứt lời. Những lá bùa bí ẩn trên trời đó bỗng chốc biến thành tia máu bắn về phía Diệp Quân ở bên dưới. Rầm, cả đỉnh thí luyện bắt đầu nứt ra từng lớp một. Thấy thế mọi người đều hốt hoảng. Đại Võ Tông đứng trong tầng mây mỉm cười. Kết cục đã xác định rồi. Cấm thuật, có thể nói đây đã chứng tỏ thực lực của hai bên quá cách biệt. Trên đài sinh tử, Diệp Quân ngẩng đầu lên nhìn Lục Thiên, hắn tiến về trước hai bước. Kiếm thế ngút trời bỗng lao lên trời từ trong người Diệp Quân trước ánh mắt của tất cả mọi người. Đại kiếm đế. Diệp Quân bỗng xòe tay ra, hét lên, kiếm đến. Vù. Vô số tiếng kiếm kêu bỗng lao lên trời, ngay sau đó trong kiếm mộ của kiếm tông, hàng triệu thanh kiếm bỗng lao vút lên trời rồi bay về phía đỉnh thí luyện. Trên đỉnh thí luyện, hàng trăm vạn thanh phi kiếm bay đến như sao băng. Mọi người đều hóa đá. Kiếm đến. Một tiếng kiếm đến, trăm vạn thanh kiếm đã phóng tới. Trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, trăm vạn thanh kiếm kia đã chém về phía những lá bùa màu máu.
Vù 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 vù. Bỗng chốc, cả đất trời như bị trăm vạn thanh kiếm này chém vỡ. Trên trời, từng đạo phù ấn đại đạo bốc cháy rồi rơi xuống. Đại kiếm đế. Mới đầu, tất cả mọi người chỉ nghi ngờ Diệp Quân là đại kiếm đế thôi. Nhưng lúc này, không cần phải nghi ngờ nữa. Hắn chính là đại kiếm đế. Đại kiếm đế trẻ thế này. Hắn đã phá kỷ lục năm xưa của Diệp Vũ kiếm đế, trở thành người nhanh nhất bước từ kiếm đế lên đại kiếm đế trong lịch sử. Yêu nghiệt tuyệt thế. Giây phút này, tất cả mọi người chỉ có một ý nghĩ này thôi. Trên một cột đá nào đó, một đệ tử thế gia bỗng gằn giọng nói, đại kiếm đế thì sao? Nhìn là biết đã có được truyền thừa của kiếm tông rồi, nếu không có truyền thừa của kiếm tông, hắn chẳng là cái thá gì cả. Một đệ tử tông môn đứng bên cạnh gã chịu không được, thừa nhận người khác ưu tú, khó đến vậy sao? Đệ tử thế gia kia tức giận, người nói gì? Lục sư huynh là người mang thiên mệnh, người lại nói đỡ cho Diệp Quân kia, người có ý gì? Có phải ngươi muốn phản bội vũ trụ quan huyên không? Hả? Đệ tử tông môn kia ngơ cả người. Lúc này y chỉ muốn nói một câu, mẹ kiếp. Đệ tử thế gia này còn định nói gì đó thì một chàng trai đứng bên cạnh đã giáng cho gã một cái tát. Bốp! Đệ tử thế gia kia bị tát bay. Chàng trai kia nổi giận, cái thứ gì không biết. Mẹ kiếp, người ta xuất sắc thật đấy. Trẻ như thế đã là đại kiếm đế, thế mà, mẹ kiếp, người vẫn còn bới móc, bới cái đầu ngươi à? Nói rồi, chàng trai nó vẫn không nhịn được cơn tức, lao tới đấm cho gã một trận nữa. Mọi người! Phía trên không đài sinh tử, trăm vạn thanh phi kiếm phóng ra, từng đạo đại đạo lần lượt bị hủy diệt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Lục Thiên kia khó coi tới cùng cực. Không phải đã nói Diệp Quân không phải là đại kiếm đế à? Trên tầng mây, giây phút Đại Võ Tông nhìn thấy Diệp Quân là đại kiếm đế, sắc mặt cũng trở nên u ám vô cùng, còn cả một tia khó tin nữa. Đại kiếm đế! Diệp Quân này lại có thể trở thành đại kiếm đế trong thời gian ngắn như vậy. Đúng là yêu nghiệt. Đại Võ Tông nhìn chằm chằm Diệp Quân, lúc này, cuối cùng ông ta cũng thấy hơi hoảng loạn. Quá yêu nghiệt. Nếu Lục Thiên không thể quang minh chính đại giết được Diệp Quân thì chắc chắn kiếm tông sẽ thể chết để bảo vệ Diệp Quân. Đại Võ Tông nhìn Lục Thiên bên dưới, trầm tư. Tất cả mọi người đều đang nhìn Lục Thiên. Người mang thiên mệnh vô địch. Giây phút này. Trong lòng mọi người, ý nghĩ này đã bắt đầu bị lung lay. Vì Diệp Quân thật sự quá yêu nghiệt. So với Lục Thiên, Diệp Quân càng giống người mang thiên mệnh hơn. Trên một cột đá nào đó, đại trưởng lão của Động Thiên Tuế Nguyệt bỗng nói, không hổ danh là con trai của ông ấy. Nghe lời đại trưởng lão nói, những trưởng lão đứng bên cạnh đồng loạt nhìn ông ta, một trong những trưởng lão đó hỏi, lão đại, rốt cuộc Diệp công tử có lai lịch thế nào vậy? Những người khác cũng vội ghé lại gần đại trưởng lão, ánh mắt tò mò. Đại trưởng lão nhìn Diệp Quân dưới đài sinh tử, khẽ nói các ông nhìn cậu ấy giống ai. Các trưởng lão ngờ vực, quay đầu nhìn Diệp Quân, nhìn mãi, bỗng đồng tử của cả trăm trưởng lão đều rút lại, buộc miệng thốt lên, ôi trời. Những người khác đứng xung quanh hơi ngẩn người, đồng loạt nhìn đám trưởng lão của Động Thiên Tuế Nguyệt. Đồng thanh vậy sao? Các ông bị bệnh gì thế? Thấy mọi người nhìn, những trưởng lão Động Thiên Tuế Nguyệt vội thu hồi ánh mắt, lúc này, đại trưởng lão vội nói, khiêm tốn. Phải khiêm tốn. Các trưởng lão vội gật đầu. Phải khiêm tốn. Trên đài sinh tử, trăm vạn thanh kiếm chém tới, vô số đại đạo của Lục Thiên bắt đầu dần dần tan biến. Không chỉ vậy, thần trận phù ấn khổng lồ kia cũng bắt đầu từ từ sụp đổ. Cấm thuật bị phá rồi. Nhưng lúc này, sắc mặt của Diệp Quân cũng trở nên trắng bệch. Rõ ràng, chiêu kiếm này đã tiêu hao rất nhiều năng lượng của hắn. May có sức mạnh dung hợp của Ngao Thiên Thiên chống đỡ, nếu không hắn không thể trụ nổi. Mà đối diện với Diệp Quân, hung thú hung nghê kia đang nhìn Diệp Quân với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, ánh mắt lộ vẻ kiêng dè. Lúc này, nó cũng hơi sợ hãi. Đại kiếm đế trẻ tuổi đến thế này. Hơn nữa, hắn lại còn có thể triệu hồi phi kiếm ở mộ kiếm của kiếm tông, quá đáng sợ. Người mang thiên mệnh vô địch. Không chỉ những người khác, ý niệm này trong lòng nó cũng đã bị lung lay. Người mang thiên mệnh thật sự vô địch sao? Đã từng, đúng là kiếm chủ nhân gian vô địch, nhưng không có nghĩa những người mang thiên mệnh khác cũng có thể vô địch.
Diệp Quân này thật sự quá yêu nghiệt. Lúc này, Diệp Quân bỗng nhìn Lục Thiên, thần thái của gã lúc này bình tĩnh đến lạ thường. Diệp Quân không phí bất kỳ lời nào, xòe tay ra, chém. Ong! Một tiếng kiếm kêu vang vọng trời cao. Trăm vạn thanh kiếm bỗng chém về phía Lục Thiên. Giây phút này, không gian xung quanh Lục Thiên vỡ nát, trăm vạn thanh kiếm cùng chém tới. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lục Thiên. Sắp kết thúc rồi sao? Đúng lúc này, Lục Thiên bước lên trước một bước, hai tay gã xòe ra, trong lòng bàn tay trái dần dần ngưng kết một đạo phù ấn, trong lòng bàn tay phải của gã thì xuất hiện một đạo pháp ấn. Ánh mắt Lục Thiên dữ dằn, hai tay trưởng về phía trước chấn. Rầm, bỗng chốc, không gian xung quanh run rẩy kịch liệt, trăm vạn thanh phi kiếm kia bị chấn áp tại chỗ. Cùng lúc đó, không gian xung quanh chợt xuất hiện vô số phù ấn đại đạo và thần pháp ấn. Hai loại vực. Bấy giờ, có người kinh hãi hô lên. Hai loại vực. Giây phút này, tất cả mọi người lại ngây ra như phỗng. Ấy vậy mà Lục Thiên lại nắm giữ hai loại vực. Người thường nắm giữ một loại vực đã là nghịch thiên rồi, mà Lục Thiên này lại nắm giữ đến hai loại vực, quan trọng nhất là gã còn là một vị cường giả ẩn kiếp chí cảnh. Hai loại vực này xuất hiện khiến những đệ tử của đám thế gia và tông môn kia lại lần nữa xôn xao. Lúc nhìn thấy Diệp Quân là đại kiếm đế, bọn họ đã sắp tuyệt vọng rồi, mà lúc này, Lục Thiên lại nhen nhóm lên hy vọng cho bọn họ. Vô địch! Không biết ai đó đã hét lên, rất nhanh, tiếng hô hào vang dậy, chấn động trời cao. Trên trời, ánh mắt Lục Thiên hung hăng, gã lại áp tay xuống, rơi. Ầm! Trời đất run rẩy kịch liệt, trăm vạn thanh kiếm kia bắt đầu bị đẩy xuống. Nhưng đúng lúc này, Diệp Quân ở bên dưới bỗng giẫm mạnh chân phải. Ầm! Chỗ chân phải vừa giẫm xuống, mặt đất sụp đổ, Diệp Quân hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Tốc độ cực kỳ nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt Lục Thiên, nhưng khi hắn vào đạo vực và pháp vực của Lục Thiên, tốc độ của hắn đã bị chậm lại. Nhưng lúc này, Diệp Quân đâm một kiếm ra. Xuất liền 12 thanh kiếm. Sau khi đột phá đại kiếm đế, thực lực của hắn đã được lột xác về chất lượng. Ầm, nhát kiếm này vừa đâm ra, đạo vực và pháp vực lập tức rung lên kịch liệt, sau đó nứt ra. Thấy cảnh này, sự dữ dằn trong mắt Lục Thiên càng lộ rõ, gã tức giận gào lên, hai tay áp xuống, chấn. Ầm, trong nháy mắt, vô số phù ấn đại đạo và pháp ấn bốc cháy, từng luồng sức mạnh đáng sợ xuất hiện ở xung quanh. Điên cuồng trấn áp Diệp Quân đang đứng trước mảnh vực này. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng thu kiếm lại, một giây sau, hắn lại đâm ra một kiếm nữa, phá. Nhát kiếm này. Rầm. Trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, mảnh vực đó nứt toác, sức mạnh kinh người đánh Lục Thiên kia bay ra mấy trăm trượng. Lúc Lục Thiên lùi lại, 12 thanh phi kiếm phóng qua, chớp mắt đã bay tới trước mặt Lục Thiên. Giác. Thời không trước mặt Lục Thiên nứt ra, đồng tử gã rút lại, hai tay hợp làm hình chữ thập, lại lần nữa thi triển đạo vực và pháp vực. Nhưng 12 thanh phi kiếm lại là lâm giới. Rầm. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, thời không trước mặt Lục Thiên ầm ầm vỡ nát, 12 thanh phi kiếm đã áp sát. Nhưng vào thời khắc quan trọng, một đạo kim quang bỗng phóng ra từ trước ngực Lục Thiên. Rầm. Một cái chuông vàng cản được 12 thanh phi kiếm của Diệp Quân. Thần vật cấp chân. Lúc chuông vàng xuất hiện, không những cản được 12 thanh phi kiếm của Diệp Quân mà còn bộc phát ra một đạo kim quang đáng sợ khóa 12 thanh phi kiếm lại. Kim quang này giống như một sợi dây xích, khóa chặt 12 thanh phi kiếm kia lại. Nhưng lúc này, Diệp Quân bỗng biến mất, một giây sau. Ầm, một thanh kiếm đâm thẳng vào chuông vàng. Keng, chuông vàng rung lên kịch liệt, sức mạnh khủng khiếp đánh bay Lục Thiên trong tích tắc. Cái chuông vàng kia cũng xuất hiện vết nứt. Diệp Quân lại biến mất, đồng tử Lục Thiên đứng ở đằng xa bỗng rút lại, kiếm của Diệp Quân quá nhanh, nhanh đến mức gã không thể nào phản kháng được. Mà ngay lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ bỗng đánh tới sau lưng Diệp Quân. Là hung thú kia. Vừa nãy, nó cũng do dự có nên rời đi hay không, nhưng nghĩ lại, nếu rời đi thì tộc hung nghê của nó sẽ trở thành trò cười cho cả vũ trụ quan huyên. Mà Lục Thiên lại có hai loại vực. Gã tin, Lục Thiên có thể chiến thắng. Thế nên, nó quyết định liều một phen. Vì mình, cũng là vì cả tộc hung nghê. Lúc này,
Diệp Quân nhíu mày, hắn bỗng quay người chém ra một nhát. Ầm. Nhát kiếm này chém ra, con hung nghê kia bị chém bay ra mấy trăm trượng, nó vừa dừng lại thì vải lân trên người đã vỡ hết, máu tươi phun ra. Thấy vậy, hung nghê đơ mặt ra. Một nhát kiếm đã chém nó trọng thương rồi. Đây chính là đại kiếm đế sao? Hung nghê đứng ngây ra đó, nó phát hiện, giây phút này nó còn không địch lại nổi một nhát kiếm của kiếm tu trước mặt. Tất cả mọi người cũng bị nhát kiếm này của Diệp Quân làm chấn động. Yêu thú cấp tiên đỉnh cao lại không thể đỡ được một nhát kiếm của Diệp Quân. Một nhát kiếm chém lui hung nghê xong, Diệp Quân lại không thèm quan tâm tới lục thiên kia, hắn bỗng biến mất, đồng tử của hung nghê kia rút lại, vừa định lui thì một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán nó. Ầm. Một mảng kiếm quang chui vào trong cơ thể yêu thú hung nghê, chém nát lục phủ ngũ tạng trong cơ thể nó trong nháy mắt. Hung nghê chậm chậm mềm oặt ra. Diệp Quân vung tay, vút ra một nhát kiếm. Vù. Đầu của yêu thú hung nghê kia bay vút ra mấy chục trượng. Diệp Quân quay người nhìn Lục Thiên, mà lúc này, trong cơ thể Lục Thiên trào ra một luồng khí tức khủng bố. Ầm. Bỗng chốc, không gian của cả đỉnh thí luyện như cuộn trào. Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, một đạo ấn chậm rãi ngưng kết ở giữa trán Lục Thiên. Đạo ấn hiện. Lục Thiên tức giận chỉ Diệp Quân, gằn giọng, Diệp Quân, tới đây, chịu chết đi. Mà lúc này, đạo ấn giữa trán của gã bỗng hơi rung rinh. Đạo ấn. Khi đạo ấn xuất hiện, một luồng khí tức cổ xưa lan tràn trong trời đất. Luồng khí tức này không thuộc về thời đại này, dường như đã trải qua vô số năm tháng. Tràn ngập mùi xa xưa và hoang vắng, mạnh mẽ vô cùng. Giây phút này, những nơi người ta có thể nhìn thấy đều trở nên hư ảo. Tất cả mọi người thất kinh. Đây là đạo ấn kiếm chủ nhân gian từng mang. Lúc này, ánh mắt của vô số đệ tử thế gia và tông môn nóng rực. Đạo ấn. Rất nhiều người không biết Lục Thiên có đạo ấn, thế nên khi nhìn thấy đạo ấn, bọn họ đều sững sờ. Nhưng rất nhanh. Máu huyết trong người bọn họ lại lần nữa cuộn trào. Đây là đạo ấn kiếm chủ nhân gian từng mang, mà lúc này nó lại nằm trong tay Lục Thiên. Điều này có ý nghĩa gì, chắc không cần nói ra đâu nhỉ. Tất cả mọi người đều nghĩ tới điểm này. Thế nên, những đệ tử thế gia và tông môn ủng hộ Lục Thiên đều không còn kiêng kỵ gì nữa, cười như điên. Một bên khác, những đệ tử kiếm tông nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập vẻ hồ nghi. Lẽ nào Lục Thiên thật sự là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian? Một bên khác, sắc mặt các cường giả tộc Thiên Long trở nên khó coi. Hậu nhân của kiếm chủ nhân gian? Nếu Lục Thiên là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian thì Diệp Quân lấy gì để thắng? Ngao Thành dẫn đầu nhìn chằm chằm Lục Thiên ở phía xa, dù có là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian thì cũng đã sao? Diệp công tử vô địch, vô địch! Những cường giả khác của tộc Thiên Long cũng đồng loạt gật đầu. Giây phút này, cả tộc Thiên Long đã cùng tiến cùng lùi với Diệp Quân. Diệp Quân thắng, thì tộc Thiên Long hưng thịnh. Diệp Quân thua, thì tộc Thiên Long diệt vong. Thế nên, nội loạn lúc này là việc cực kỳ ngu ngốc. Lúc này chính là lúc tộc Thiên Long phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết một lòng. Hơn nữa, Lục Thiên chưa chắc đã là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian. Ai nói có đạo ấn thì sẽ là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian chứ? Một bên khác, sắc mặt của đám người Trương Vân Thiên ở Phúc Địa Linh Hư cũng cực kỳ khó coi. Hậu nhân của kiếm chủ nhân gian. Nếu thật sự là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian thì sao Diệp công tử thắng được? Trương Vân Thiên trầm mặc không lên tiếng, tiên tổ có lừa mình không? Chắc chắn là không. Trương Vân Thiên nhìn Diệp Quân ở bên dưới, khẽ cười. Tuy không tiếp xúc được nhiều với Diệp Quân, nhưng tính cách của chàng trai này kiên định, thiên phú yêu nghiệt. Làm người đức độ, có thể làm chuyện lớn. Dù Diệp Quân thua, ông ấy cũng sẽ không hối hận vì ủng hộ Diệp Quân. Sắc mặt của các trưởng lão bên phía Động Thiên Tuế Nguyệt thì lại rất điềm tĩnh, tuy mới đầu bọn họ cũng hơi sửng sốt, nhưng chẳng mấy chốc họ đã bình tĩnh trở lại. Hậu nhân của kiếm chủ nhân gian. Bớt bớt đi. Trông Lục Thiên chẳng giống kiếm chủ nhân gian chút nào cả, còn Diệp Quân với kiếm chủ nhân gian thì lại như cùng một khuôn đúc ra. Đây mới chính là người mang thiên mệnh. Ngoài Nam Ly Âm, những người còn lại của Động Thiên Tuế Nguyệt không hề lo lắng chút nào cả. Trên đài sinh tử,
Lục Thiên nhìn mọi người xung quanh hoan hô xong thì thấy hứng khởi, bật cười thật lớn. Sau đó gã giang tay ra, bỗng chốc, một màn sáng đỏ nhạt tỏa từ trong người gã ra. Sức mạnh huyết mạch. Thấy vậy, bầu không khí bỗng yên tĩnh hẳn. Bấy giờ, có người bỗng run giọng nói, huyết mạch phong ma. Đây là huyết mạch phong ma. Gã thật sự là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian. Huyết mạch phong ma. Lời này vừa dứt, mọi người bỗng huyên náo lên. Ai không biết kiếm chủ nhân gian sở hữu huyết mạch đứng đầu chư thiên vạn giới huyết mạch phong ma. Mà lúc này, Lục Thiên lại có huyết mạch phong ma. Hậu nhân của kiếm chủ nhân gian. Bỗng chốc, một vài đệ tử của thế gia và tông môn quỳ xuống, có người hô to lên, bái kiến thiếu chủ. Thiếu chủ. Vừa dứt lời, đệ tử của những thế gia và tông môn ủng hộ Lục Thiên hơi ngẩn người, sau đó cũng đồng loạt quỳ xuống. Bái kiến thiếu chủ. Từng tiếng hô hào vang lên không ngớt, như sóng biển cuộn trào, vang vọng ra xa. Hậu nhân của kiếm chủ nhân gian. Thiếu chủ. Thấy cảnh này, tộc Thiên Long và Kiếm Tông đều ngơ ngác. Phúc Địa Linh Hư cũng vậy. Thật sự là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian sao? Chỉ có một tốp khá là bình tĩnh, chính là phía Động Thiên Tuế Nguyệt. Nam Ly Âm nhìn mấy người đại trưởng lão, tuy bọn họ khá bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ ngờ vực. Nam Ly Âm cười nói, nghe đồn huyết mạch phong ma vừa xuất hiện thì toàn thân sẽ đỏ như máu, mọi người nhìn xem Lục Thiên này đi, có chút dáng vẻ điên cuồng nào không? Đại trưởng lão sững người. Đúng thế. Thần thức của Lục Thiên này bình thường lắm, hoàn toàn không thấy chút điên cuồng nào. Nam Ly Âm tiếp tục nói, đừng nói những cái khác, mọi người nhìn xem vóc dáng của Diệp công tử này, tên Diệp Quân, họ Diệp, kiếm đế, vẻ ngoài giống. Mọi người hiểu mà. Các trưởng lão thi nhau gật đầu, chắc chắn là con của kiếm chủ nhân gian rồi. Đại trưởng lão nhìn những kẻ quỳ bái kia, lên tiếng châm biếm, đúng là một lũ ngu, lẽ nào các ngươi không biết so sánh tướng mạo của Diệp công tử với kiếm chủ nhân gian à? Nhị trưởng lão cười nói, cũng bình thường mà, nếu tộc trưởng không nhắc nhở, chúng ta cũng đâu nghĩ đến điểm này. Không đúng, là tuyệt đối không nghĩ theo hướng này. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, đúng vậy. Nam Ly Âm quay đầu nhìn Diệp Quân trên đài sinh tử, sâu trong ánh mắt ánh lên tia lo lắng. Tiên tổ, lẽ nào Diệp công tử mới là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian? Tuy mới đầu bà ấy nói vậy để qua mặt đại trưởng lão và nhị trưởng lão, nhưng phải công nhận rằng Diệp Quân rất giống kiếm chủ nhân gian. Hơn nữa, ngoài thân phận là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian, bà ấy không nghĩ ra được bất kỳ thân phận nào khiến tiên tổ phải kiên định như vậy, không sợ cả tiên bảo các và thư viện quan huyên. Dù thế nào, Động Thiên Tuế Nguyệt bây giờ đã cùng tiến cùng lùi với Diệp Quân rồi. Chỉ có thể kiên trì tới cùng thôi. Trên đài sinh tử, Diệp Quân nhìn Lục Thiên kia, ánh mắt của hắn bây giờ hơi mờ mịt. Hậu nhân của kiếm chủ nhân gian. Diệp Quân bỗng bật cười thật to. Thế thì đã sao? Diệp Quân bỗng cầm kiếm chỉ vào mặt Lục Thiên, cười lớn, dù ngươi thật sự là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian thì đã sao? Hôm nay, ta sẽ khiến kiếm chủ nhân gian tuyệt hậu. Dứt lời, hắn giẫm mạnh chân phải xuống, hóa thành một đạo kiếm quang phóng thẳng lên trời. Ôi đệch! Trong tháp, tiểu tháp bỗng nói, thằng nhóc khốn nạn này gan thật, khiến cha hắn tuyệt hậu. Ngông cuồng! Nghe lời Diệp Quân nói, ánh mắt Lục Thiên hung hăng. Biết được gã là hậu nhân của kiếm chủ nhân gian mà tên kiếm tu này cũng không hề tỏ vẻ tôn kính. Đúng là đáng chết. Ở bên dưới, Diệp Quân cầm kiếm đâm về phía Lục Thiên, trong mắt hắn không hề có vẻ kính sợ. Hậu nhân của kiếm chủ nhân gian. Thế thì đã sao? Ta vẫn giết. Ta kính kiếm chủ nhân gian nhưng chưa từng sợ kiếm chủ nhân gian, chứ đừng nói là con trai của kiếm chủ nhân gian. Ta chôn. Hôm nay ta sẽ khiến kiếm chủ nhân gian tuyệt hậu. Lúc này, sát ý trong Diệp Quân dâng trào, toàn thân tản ra kiếm thế khủng bố. Nhát kiếm đỉnh cao. Nhát kiếm này vạch nát màn trời, phá không trung. Mà Lục Thiên lại cười khẩy khi đối diện với nhát kiếm khủng bố này của Diệp Quân, gã lại kích hoạt đạo ấn, một luồng khí tức khủng bố hơn cả kiếm thế của Diệp Quân bỗng phun trào ra từ cơ thể Lục Thiên. Cùng lúc đó, cảnh giới của Lục Thiên tăng thẳng từ trí cảnh tới chân cảnh. Đạo ấn có thể nâng cao cảnh giới của người sử dụng. Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quân đang xông lên,
gằn giọng nói, con kiến hôi mà cũng dám chống lại thiên uy. Dứt lời, gã lại định kích hoạt đạo ấn. Mà lúc này, có một điều kỳ lạ xảy ra. Trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, đạo ấn giữa trán Lục Thiên bỗng rung lên kịch liệt, sau đó vùng vẫy thoát khỏi gã, cùng lúc đó, một luồng khí tức mạnh mẽ đánh Lục Thiên bay ra mấy trăm trượng. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Đánh bay Lục Thiên xong thì đạo ấn bỗng hóa thành một tia sáng bay tới trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân cũng hơi ngẩn người. Đạo ấn này làm gì vậy? Mà lúc này, kiếm thế của hắn đã đạt lên đến đỉnh cao. Nhát kiếm này không muốn chém ra cũng phải chém ra. Nhỡ đạo ấn này dở trò thì sao? Thế nên Diệp Quân dốc toàn lực đâm ra một nhát. 12 kiếm. Nhát kiếm này đánh ra. Một đạo kiếm quang bùng nổ trước mặt Diệp Quân. Trời đất nứt ra. Diệp Quân cũng bị đánh bay ra mấy trăm trượng. Hắn vừa dừng lại thì đã phun ra một ngụm máu. Cùng lúc đó, cánh tay phải của hắn nứt toác, thấy cả xương, vô cùng khiếp người. Đầu của Diệp Quân ong ong. Bị đánh đến ngớ người. Đạo ấn này dị thường quá. Khụ. Lúc này, Diệp Quân bỗng nghe thấy tiếng Ngao Thiên Thiên ho. Diệp Quân lo lắng, vội hỏi, Thiên Thiên cô nương, cô không sao chứ? Ngao Thiên Thiên trầm ngâm một lúc rồi cười nói, không sao. Diệp Quân nhíu mày, thật chứ? Ngao Thiên Thiên cười đáp, thân xác của ta mạnh hơn công tử nhiều, công tử không sao thì sao ta có chuyện gì được? Diệp Quân suy nghĩ rồi gật đầu, sau đó nhìn đạo ấn kia, lúc này đạo ấn lại bay tới trước mặt hắn. Đạo ấn khẽ rung lên như muốn nói gì đó. Vẻ mặt Diệp Quân hơi đề phòng, đây là đạo ấn của Lục Thiên, hắn buộc phải cảnh giác. Diệp Quân thầm hỏi, tháp gia, nó đang làm gì vậy? Tiểu tháp bình thản nói, nó đang xin tha. Diệp Quân đen mặt, tháp gia, đã là lúc nào rồi? Ngươi đừng nói nhảm nữa được không, nghiêm túc vào. Tiểu tháp cạn lời, những câu ta lừa ngươi thì ngươi không tin, lúc ta nói thật, ngươi cũng không tin câu nào. Thằng khốn nhà ngươi bị điên hả? Diệp Quân nhíu mày nhìn đạo ấn trước mặt, lúc này, đạo ấn bỗng hóa thành một tia sáng chui vào giữa trán hắn. Trong cơ thể Diệp Quân bộc phát ra một luồng khí tức đại đạo mạnh mẽ đến khủng bố. Diệp Quân đơ ra tại chỗ. Mọi người cũng ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra thế? Làm phản. Trong đầu mọi người đều trống rỗng. Đạo ấn này làm phản à? Diệp Quân cũng sửng sốt, rất nhanh. Hắn đã phát hiện thức hải của mình xuất hiện một đạo ấn. Không chỉ vậy, hắn còn có thể cảm nhận được rõ ràng đạo ấn. Đạo ấn này đã hòa làm một với hắn. Chuyện gì thế? Diệp Quân hơi ngớ người, Lục Thiên đứng đối diện hắn cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải nói là lúc bị đạo ấn đánh bay, Lục Thiên đã hoàn toàn ngơ ngác. Phải nói là, ngay lúc Lục Thiên bị đạo ấn đánh bay thì gã đã hoàn toàn chấn động. Đùa gì vậy? Mọi người nhìn nhau. Bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ. Ai đã cho Lục Thiên đạo ấn này vào cơ thể Diệp Quân rồi? Sự việc xảy ra bất thình lình này khiến tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Đạo ấn thật sự làm phản à? Nghĩ đến đây, một số người bắt đầu thấy hoảng sợ. Một số người không dám nghĩ sâu thêm. Trên tầng mây Đại Võ Tông nhìn chằm chằm Diệp Quân ở bên dưới. Hai tay siết chặt đến nỗi móng tay đâm vào thịt chảy máu. Bên Động Thiên Tuế Nguyệt, các trưởng lão nhìn không được, bật cười. Nhìn đi, ai mới là người mang thiên mệnh thật sự? Mà Lục Thiên đứng đối diện Diệp Quân lúc này cũng đang nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt không thể tin nổi. Vì gã phát hiện, giây phút này, đạo ấn kia đã hoàn toàn cắt đứt liên hệ với gã. Gã đã không cảm nhận được sự tồn tại của đạo ấn nữa rồi. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là gã đã hoàn toàn mất đi đạo ấn. Sao có thể? Sâu trong nội tâm Lục Thiên đã dâng tràn sự sợ hãi. Đạo ấn này là con át chủ bài lớn nhất của gã. Mà bây giờ nó đã phản bội gã, quan trọng nhất là nó lại nhập vào cơ thể của Diệp Quân. Nó đã chọn lại Diệp Quân sao? Nghĩ đến đây, sự sợ hãi sâu trong lòng bắt đầu lan tràn. Lúc này, giọng nói thần bí bỗng vang lên trong đầu gã, con đường đại đạo kỵ nhất là lòng sinh hoảng sợ, trong cơ thể Diệp Quân có sự tồn tại đặc biệt, có lẽ sự tồn tại đặc biệt đó đã hấp thu đạo ấn của ngươi. Sự tồn tại đặc biệt.
Lục Thiên hít sâu vào một hơi, ép bản thân bình tĩnh lại. Gã nhìn Diệp Quân, Diệp Quân không hề phí bất cứ lời nào, khẽ giẫm chân phải. Bù! Một tiếng kinh lôi vang lên. Diệp Quân hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại chỗ. Bây giờ hắn không muốn để ý đến đạo ấn này, hắn chỉ muốn chôn Lục Thiên trước thôi. Những nơi nhát kiếm này đi qua, không gian bị cắt rách như giấy, vô cùng đáng sợ. Nhìn thấy Diệp Quân bỗng đâm kiếm tới, hai mắt Lục Thiên nheo lại, gã không tránh né, để mặc Diệp Quân đâm kiếm vào giữa trán gã. 12 kiếm. Bỗng chốc, một mảng kiếm quang bùng nổ từ giữa trán Lục Thiên. Trong ánh nhìn của tất cả mọi người, Diệp Quân bị đánh bay mấy trăm trượng. Tất cả mọi người sững sờ. Bọn họ đồng loạt nhìn Lục Thiên, lúc này, trên người Lục Thiên có thêm một bộ giáp vàng này được tạo thành từ vô số vảy không biết tên, trên mỗi một chiếc vảy đều có vẽ phù văn, cả bộ giáp tỏa ra ánh sáng mờ nhạt thần bí, rắn chắc không gì phá được. Bên ngực trái có hai chữ vàng, Quan Huyên. Thần giáp Quan Huyên. Bỗng có người hô lên. Đệ nhất thần giáp của vũ trụ Quan Huyên. Đây là thần giáp siêu cấp mà tần các chủ của tiên bảo các tần quan đã chế tạo ra để chống lại thế giới hư chân. Lớp phòng ngự của giáp này là mạnh nhất ở vũ trụ Quan Huyên. Đừng nói là Diệp Quân, dù có là 10 Diệp Quân cũng không phá được. Bên phía kiếm tông, Trần Quan Tử bỗng nhíu mày, vì sao gã lại có giáp này? Thần giáp Quan Huyên. Trong trận chiến năm xưa, thần giáp Quan Huyên đã tổn thất vô số, số thần giáp Quan Huyên còn lại cực kỳ ít ỏi. Thế nên thư viện đã cất giữ cẩn thận số thần giáp Quan Huyên còn lại rồi. Vũ trụ Quan Huyên bây giờ đã không thể chế tạo ra được thần giáp Quan Huyên nữa. Có thể nói, mỗi một bộ thần giáp Quan Huyên đều cực kỳ chân quý, dù là kiếm tông cũng không có một bộ thần giáp nào. Mà Lục Thiên này lại có. Đại Võ Tông cho gã sao? Trần Quan Tử nhíu mày, nhưng rất nhanh, y đã lắc đầu, Đại Võ Tông cũng không thể có thần giáp Quan Huyên được. Lẽ nào là nội các cho gã? Nghĩ đến đây, Trần Quan Tử càng nhíu chặt mày. Y chậm chậm quay đầu nhìn hướng nội các, nếu thật sự là nội các cho gã thì mọi chuyện đã rõ ràng. Nội các muốn Lục Thiên thắng. Thần giáp Quan Huyên. Bây giờ Diệp Quân không thể nào phá vỡ nó được. Năng lực phòng ngự của giáp này là vô địch ở vũ trụ Quan Huyên hiện nay, dù có là tộc yêu thú thần huyền võ được mệnh danh là phòng ngự mạnh nhất thì cũng chẳng thể so bì được với thần giáp Quan Huyên này. Ánh mắt Trần Quan Tử lại càng lạnh lẽo. Nếu thật sự là do nội các tặng cho Lục Thiên thì Diệp Quân nguy hiểm rồi. Trần Quan Tử nhìn Diệp Quân ở trên đài sinh tử, Tào Bạch. Tào Bạch nhìn Trần Quan Tử, đại sư huynh có gì phân phó? Trần Quan Tử cương nghị, chuẩn bị mời tiên tổ. Mời tiên tổ. Tào Bạch trợn trò mắt, ngẩn người ra. Mời tiên tổ sao? Kiếm chủ Thanh Sam. Một bên khác. Lý Bán Chi nhìn thấy bộ thần giáp Quan Huyên trên người Lục Thiên thì khẽ nhíu mày. Rõ ràng, bà ấy rất bất ngờ. Ai cho Lục Thiên? Lý Bán Chi trầm mặc. Tất nhiên không phải là Đại Võ Tông, cấp bậc của ông ta không thể có thần giáp Quan Huyên được. Nếu không phải ông ta thì là ai? Lý Bán Chi nhìn chằm chằm Lục Thiên ở đằng xa, một lúc sau, bà ấy khẽ nói, chúng ta đã đánh giá thấp người sau lưng gã rồi. Nói rồi. Bà ấy hơi quay đầu, Mộ Thiên Đạo vẫn chưa tới sao? Âm U từ một bên bước ra, khẽ hành lễ rồi trầm giọng nói, vẫn đang trên đường tới. Sau một hồi trầm ngâm, Lý Bán Chi nói, chuẩn bị mở Quan Huyên trận. Âm U sững sờ. Quan Huyên trận. Đó là đại trận bảo vệ viện của Thư viện Quan Huyên, là đại trận năm xưa Tần Quan đã hợp lực toàn tiên bảo các để chế tạo cho Thư viện Quan Huyên. Mục đích chủ yếu là để phòng ngự thần linh. 3.000 vạn năm qua, cường giả của vũ trụ Quan Huyên luôn ngăn chặn thần linh ở chiến trường hư chân nên trận pháp này chưa được dùng lần nào. Mà bây giờ, Lý Bán Chi lại định mở Quan Huyên trận. Trong lòng Ám U chấn động khôn nguôi, nhưng ông ta không hỏi gì cả, lập tức lui xuống làm nhiệm vụ. Ông ta biết rằng sự việc nghiêm trọng hơn ông ta tưởng tượng rất nhiều. Lý Bán Chi nhìn chằm chằm Diệp Quân trên đài sinh tử. Ánh mắt lạnh lùng, ta muốn xem thử ai dám hại con. Trên tầng mây, thấy Lục Thiên có thần giáp Quan Huyên thì vẻ mặt của Đại Võ Tông bỗng trở nên phức tạp. Ông ta nhìn ra được sau lưng Lục Thiên có người tài. Hơn nữa, còn mạnh hơn cả ông ta.
người bình thường không thể nào có được thần giáp quan huyên này đâu. Đương nhiên, đây là chuyện tốt. Lục Thiên lúc này đã đứng ở thế bất bại. Trong trời đất này, ngoài kiếm thanh huyên của kiếm chủ nhân gian thì không thần vật nào có thể phá được thần giáp quan huyên này. Mà thanh kiếm trong tay Diệp Quân rõ ràng không phải là kiếm thanh huyên. Lục Thiên mặc thần giáp quan huyên đứng trước mặt Diệp Quân bây giờ là sự tồn tại vô địch. Lần này, đại cục thật sự đã được định rồi. Xung quanh đài sinh tử, những đệ tử của thế gia và tông môn đã ủng hộ Lục Thiên biết bây giờ gã đang mặc thần giáp quan huyên trong truyền thuyết thì lại lần nữa trở nên hưng phấn. Thần giáp quan huyên. Đây là thần giáp mạnh nhất vũ trụ hiện nay, một sự tồn tại vô địch. Diệp Quân lấy gì để phá? Trên đài sinh tử, Diệp Quân nhìn Lục Thiên trước mặt, lúc này, một dòng máu từ từ ứa ra ở khóe miệng hắn. Vừa nãy, hắn bị thần giáp quan huyên phản xạ khiến ngũ tạng bị thương. Nếu không nhờ có lớp phòng ngự thân xác của Ngao Thiên Thiên thì nhát kiếm vừa chém lên thần giáp quan huyên kia đã phản xạ chết hắn rồi. Diệp Quân lau vết máu trên khóe miệng, sau đó nói, tháp ra, ta không có trang bị gì cả, chỉ có mỗi một thanh kiếm hành đạo. Có phải quá nghèo nàn không? Hay ngươi cho ta chút gì đó đi? Ôi đệch! Trong tháp, tiểu tháp bỗng cao giọng nói, ngươi nghe xem. Người này nói lời vàng ý ngọc gì thế nhỉ? Người nói hay thú nói vậy? Sao ta nghe không hiểu? Giọng nói bí ẩn bỗng nói, sao ngươi nói chuyện với giọng điệu lạ vậy? Tiểu tháp trầm giọng nói, chẳng phải ngươi cứ nói ta thiếu văn hóa sao? Gần đây ta đọc vài quyển sách, ngươi xem đi, trình độ nói chuyện của ta có tăng lên không? Sau một vài giây im lặng, giọng nói bí ẩn nói, đọc hay lắm, lần sau đừng đọc nữa. Tiểu tháp. Trên đài sinh tử, Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quân, gương mặt dần trở nên dữ tợn, Diệp Quân, không phải ngươi có một thanh thần kiếm à? Nào, để ta xem thử thần kiếm của ngươi mạnh hay là thần giáp quan huyên của ta mạnh. Diệp Quân nhìn Lục Thiên, ta đã hứa với tháp gia của ta là bình thường sẽ không dùng thanh kiếm đó. Tiểu tháp thầm nghi hoặc, ngươi hứa với ta lúc nào thế? Mẹ kiếp, thằng nhóc khốn nạn này cứ hở ra là đẩy mình ra gánh họa. Lục Thiên cười gằn, không dùng, ta thấy là ngươi không dám dùng nhỉ. Diệp Quân trầm mặc, như đang do dự. Lục Thiên tiếp tục nói, nào, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Nói rồi, gã chỉ tay vào ngực mình, dùng thanh kiếm kia của ngươi đâm vào đây đi. Ngông cuồng, đúng là ngông cuồng, nhưng gã có thực lực để ngông cuồng. Thần giáp quan huyên là đệ nhất thần giáp trong chư thiên vạn giới, ngoài kiếm thanh huyên của kiếm chủ nhân gian. Ai phá được nó chứ? Không có thực lực mới gọi là ngông cuồng. Có thực lực thì người ta gọi đó là tự tin. Nghe Lục Thiên nói vậy, Diệp Quân khẽ gật đầu, thanh kiếm này quá mạnh, ta vốn không muốn dùng, nhưng ngươi cứ 5 lần 7 lượt cầu xin nên ta sẽ miễn cưỡng dùng một lần vậy. Ngươi đứng yên đó nhé, ta đến đây. Nói xong, hắn đã biến mất. Vù! Trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, một đạo kiếm quang nhanh như sấm sét lướt qua. Lúc này, Diệp Quân vẫn chưa đổi thành kiếm hành đạo. Mà khi hắn đến trước mặt Lục Thiên, sau khi xác định được Lục Thiên không thể nào trốn thoát thì phi kiếm Chu Tà trong tay hắn mới đổi thành kiếm hành đạo. Lục Thiên cười khẩy, vẻ mặt tràn ngập sự khinh thường và châm biếm. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, kiếm hành đạo đâm lên thần giáp quan huyên kia. Vù! Một tiếng nứt vỡ thanh thúy vang lên. Thần giáp quan huyên vô địch kia lại như một miếng đậu hũ khi phải đối mặt với thanh kiếm này, lập tức nứt vỡ. Kiếm đâm xuyên qua ngực Lục Thiên trong nháy mắt. Tất cả mọi người hóa đá. Lục Thiên đứng đối diện Diệp Quân thì trợn tròn mắt, ánh mắt không thể nào tin nổi. Đúng lúc Diệp Quân định giết chết hẳn Lục Thiên thì một luồng khí tức khủng bố bỗng phun trào từ trong cơ thể Lục Thiên ra. Cẩn thận! Trước ngực Diệp Quân bỗng vang lên giọng của Ngao Thiên Thiên. Sau đó một kim quang rực rỡ bao trùm lấy Diệp Quân. Trong tích tắc, luồng kim quang kia đã vỡ nát, Diệp Quân bị đánh bay ra gần nghìn trượng. Trên không trung, Ngao Thiên Thiên bị đánh bật ra khỏi cơ thể Diệp Quân. Lúc Diệp Quân rơi xuống, cô ấy dùng tay phải kéo nâng Diệp Quân lên, mình thì rơi xuống đất trước. Mặt đất nứt vỡ. Trong hố lớn, một cánh tay của Ngao Thiên Thiên nâng cao Diệp Quân. Còn thân thể của cô ấy thì lại chịu đựng toàn bộ lực đánh. Lúc này, miệng cô ấy không ngừng phun máu,
cánh tay nâng đỡ Diệp Quân đã hoàn toàn nứt ra, thấy được cả xương, nhưng cô ấy vẫn kiên trì nâng Diệp Quân. Nhìn Ngao Thiên Thiên ở bên dưới, Diệp Quân đờ đẫn. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, mấy lần trước đây ngươi không sao là vì cô ấy đã đỡ giúp ngươi hết 9 phần sức đánh rồi. Ngươi không sao, nhưng nha đầu này đã sớm bị thương nặng rồi. Trên đất, Ngao Thiên Thiên nhìn Diệp Quân, nhếch miệng cười, xin lỗi nhé, ta không trụ được nữa rồi. Nhìn Ngao Thiên Thiên cả người đẫm máu, Diệp Quân như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Hối hận. Lúc đầu hắn đã hơi nghi ngờ, vì hắn phát hiện mỗi lần bị đánh, hắn đều không sao cả, thế nên hắn cũng đã rất nghi ngờ. Nhưng Ngao Thiên Thiên lại nói với hắn là cô ấy không sao cả. Không phải không sao, mà là Ngao Thiên Thiên đã một mình lặng lẽ chịu đựng hết tất cả sức nặng của những cú đánh kia. Diệp Quân khẽ lau vết máu trên khóe miệng cho Ngao Thiên Thiên, nhưng càng lau máu càng ứa ra nhiều. Diệp Quân áy náy, ta xin lỗi. Ngao Thiên Thiên nhoẻn miệng cười, không sao đâu, ta đã chọn ngươi, đương nhiên sẽ đồng sinh cộng tử với ngươi. Diệp Quân khẽ gật đầu, được. Lúc này, Trần Quan Tử bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Y nhìn chằm chằm Lục Thiên ở phía xa, trong cơ thể của Lục Thiên có một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Luồng khí tức này không phải của Lục Thiên. Vẻ mặt Trần Quan Tử cực kỳ nghiêm trọng, đến cả y cũng bị sự mạnh mẽ của luồng kiếm thế kia làm cho tim đập nhanh. Rốt cuộc là một vị cường giả như thế nào? Mà lúc này, những người ủng hộ cho Diệp Quân đều cực kỳ phẫn nộ. Khí tức này rõ ràng không phải là khí tức của Lục Thiên. Rất rõ ràng, Lục Thiên đã vi phạm quy tắc tỷ võ. Ngang nhiên vi phạm quy tắc tỷ võ, đúng là bị ổi. Nhưng đúng lúc này, ở chân trời xa xôi, một khu vực thời không bỗng rung lên kịch liệt. Ai dám động vào thiếu chủ? Cùng với tiếng quát giận dữ, thời không bỗng nứt ra, sau đó 10 vạn cường giả đồng loạt xuất hiện. Dẫn đầu chính là các trưởng lão của hội trưởng lão Tiên Bảo Các. 10 vạn đạo binh. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Tiên Bảo Các này muốn làm gì vậy? Sao bỗng dưng dẫn 10 vạn đạo binh tới đây? Nhưng vẫn chưa hết, sau lưng 10 vạn đạo binh kia lại xuất hiện thêm một đội cường giả mặc giáp vàng. Tiên binh. Những hơn 30 vạn tiên binh. Khí tức của 40 vạn cường giả khiến cả đất trời run rẩy. 40 vạn cường giả đỉnh cấp. Các cường giả trong thư viện đều như hóa đá, vẻ mặt ngờ vực. Tiên Bảo Các này muốn làm gì vậy? Các trưởng lão bước ra, sắc mặt lạnh lùng, ai dám động vào Lục Thiên thiếu chủ, Tiên Bảo Các ta sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Giọng nói như sấm rền, chấn động trời đất. Lục Thiên thiếu chủ. Tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn Lục Thiên trên đài sinh tử. Lúc này, nhiều người mới hiểu ra, thì ra Tiên Bảo Các tới để bảo vệ Lục Thiên. Mà lúc này, thời không bầu trời phía bên phải bỗng nứt ra, sau đó vô số khí tức mạnh mẽ kéo tới. Mọi người hoảng hốt, đồng loạt nhìn về hướng đó, chỉ thấy khu vực ở đó có đến hàng vạn con yêu thú. Tộc Liệt Thiên Thần Hổ. Dẫn đầu chính là tộc trưởng Hổ Tiêu của tộc Liệt Thiên Thần Hổ. Hổ Tiêu bước ra thì lạnh lùng nhìn quanh, sau đó nói, ai dám động tới Lục Thiên thiếu chủ, tộc Liệt Thiên Thần Hổ ta là người đầu tiên không cho phép. Giọng nói này được sức mạnh gia trì, vang vọng khắp thư viện Quan Huyên như tiếng chuông lớn, đinh tai nhức óc. Khoảng thời không bên trái ông ta chợt nứt lìa, sau đó lại có hàng vạn con yêu thú nữa đồng loạt xuất hiện. Tộc yêu thú thần huyền võ. Hàng vạn con yêu thú thần huyền võ cùng lúc xuất hiện. Mỗi một con yêu thú thần huyền võ đều có thể hình khổng lồ như núi, trên người bọn nó tỏa ra khí tức mạnh mẽ khiến thời không xung quanh phải sôi trào, cực kỳ đáng sợ. Tộc trưởng của tộc thần huyền võ lạnh lùng nhìn xung quanh, ai dám động tới thiếu chủ Lục Thiên, ai dám? Ông ta vừa dứt lời thì thời không phía bên trái ông ta bỗng bị một biển lửa bao trùm, ngay sau đó, một bầy chu tước lửa bay tới. Hàng vạn con chu tước. Khi hàng vạn con chu tước này xuất hiện, nhiệt độ của cả thư viện Quan Huyên bỗng chốc tăng lên, thời không xung quanh bắt đầu tan chảy. Nhiệt độ quá cao. Tộc chu tước. Dẫn đầu chính là tộc trưởng tộc chu tước. Tộc trưởng tộc chu tước lạnh lùng nhìn Diệp Quân bên dưới đài sinh tử, sau đó nói, ai dám động tới thiếu tộc trưởng Lục Thiên, tộc chu tước ta diệt 10 tộc của hắn. Ha ha. Lúc này, bên trái tộc chu tước, một tiếng cười lớn vang lên.
sau đó, từng đạo khí tức hung tàn bỗng phát ra từ mảng thời không đó. Dưới ánh nhìn của mọi người, một bầy yêu thú hung nghê đồng loạt chạy ra, bọn chúng vừa xông ra đã khiến cả đất trời chấn động kịch liệt, vô cùng khiếp người. Tộc trưởng của tộc yêu thú hung nghê lạnh lùng nhìn Diệp Quân ở bên dưới, gằn giọng nói, mẹ kiếp, đứa nào dám động tới Lục Thiên thiếu chủ? Ai dám? Giọng nói như tiếng sấm, chấn động không gian xung quanh. Nhưng, vẫn chưa hết. Xung quanh đỉnh thí luyện bỗng xuất hiện vô số trận pháp dịch chuyển, sau đó là vô số cường giả xông ra từ những trận pháp dịch chuyển đó. Chỉ mười mấy giây mà trên đỉnh thí luyện đã xuất hiện thêm đến gần trăm vạn cường giả. Tất cả đều đến từ các thế gia và tông môn lớn. Đều đến cả rồi. Ai dám động vào Lục Thiên thiếu chủ? Hàng trăm vạn cường giả đồng thanh hô lên, bỗng chốc, trời đất như nứt vỡ. Vẫn còn vô số cường giả đang kéo nhau tới. Thấy cảnh này, một số người trung lập đều nhíu mày lại. Muốn tạo phản sao? Không đúng. Nếu Lục Thiên thật sự là thiếu chủ thì không phải là tạo phản mà là danh chính ngôn thuận nối ngôi. Tân Vương. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của những người trung lập đều nghiêm trọng hẳn lên. Những đệ tử của các thế gia và tông môn ủng hộ Diệp Quân cũng lần nữa huyên náo. Đã có gần 200 vạn cường giả kéo đến đây rồi. Đội hình này đã đàn áp số lượng cường giả trong thư viện rồi. Trừ phi thư viện điều quân đội từ thế giới hư chân trở về, nếu không hoàn toàn không thể chống lại được bọn họ. Lúc này, bọn họ còn chẳng sợ nội các. Lục Thiên ở đây. Nội các có là gì? Nếu không thần phục thì sẽ bị diệt. Hỗn xược. Trên cột đá sau lưng Diệp Quân, Tào Bạch quát lên giận dữ. Sau đó dẫn mấy trăm kiếm tu chắn trước mặt Diệp Quân. Mấy trăm kiếm tu cầm trường kiếm, lạnh lùng nhìn những cường giả đứng xung quanh, ánh mắt không hề có chút khiếp sợ nào, chỉ có sát ý. Nghìn vạn cường giả thì đã sao? Kiếm Tông chưa từng sợ hãi. Cùng lúc đó, các cường giả Động Thiên Tuế Nguyệt và Phúc Địa Linh Hư cũng đồng loạt xông lên, sau đó bảo vệ xung quanh Diệp Quân. Trương Vân Thiên lạnh lùng nhìn bốn phía, ánh mắt dữ dằn, hôm nay Phúc Địa Linh Hư ta sẽ cùng sống chết với Diệp công tử. Cùng sống cùng chết. Sau lưng Trương Vân Thiên, các cường giả Phúc Địa Linh Hư đồng thanh hô vang. Đến thời khắc này, chắc chắn mọi người sẽ đoàn kết một lòng. Cùng sống cùng chết. Một bên khác, đại trưởng lão của Động Thiên Tuế Nguyệt bỗng cười gằn, đúng là bị ổi, đánh tay đôi không lại thì gọi đồng bọn tới đánh hội đồng. Thế này mà là người mang thiên mệnh á? Mẹ kiếp! Biến mẹ người mang thiên mệnh nhà ngươi đi. Nói rồi ông ta giơ ngón tay chỉ thẳng mặt người mang thiên mệnh, khinh bỉ thứ rác rưởi. Ta khinh thường ngươi. Nghe thế, sắc mặt Lục Thiên bỗng trở nên vô cùng u ám, gã nhìn chằm chằm đại trưởng lão, chút nữa ta sẽ khiến Động Thiên Tuế Nguyệt của ông chết hết. Đại trưởng lão cười lớn, nào, ngươi mau tới đây. Lục Thiên lạnh lùng nhìn đại trưởng lão. Gã đang định nói gì đó thì tộc trưởng tộc Thiên Long Ngao Thành đứng trên cột đá đằng xa bỗng cười lớn, vị trưởng lão này nói đúng quá. Vốn là đấu tay đôi, nhưng người mang thiên mệnh lại không màng đến võ đức, gọi đồng bọn tới đánh hội đồng, đúng là mất mặt. Nói rồi lão lạnh lùng nhìn mấy trăm vạn cường giả đứng trên trời kia, hôm nay, tộc Thiên Long ta sẽ cùng sống chết với Diệp công tử. Bỗng chốc. Tất cả người trong tộc Thiên Long đều trở về bản thể rồi bay vòng ở khoảng trời sau lưng Diệp Quân. Lục Thiên nhìn Ngao Thành, bình tĩnh nói cùng sống chết. Lát nữa sẽ cho các ngươi được như ý nguyện. Người mang thiên mệnh là thế này đây à? Đúng lúc này, một tiếng cười lớn ở đằng xa vọng tới. Tích tắc sau, một đạo sấm sét xé ngang bầu trời, một chàng trai xuất hiện. Người tới chính là Diệp Khải. Diệp Khải nhìn Lục Thiên với vẻ mặt khinh thường. Đúng là rác rưởi, đánh tay đôi không lại thì đánh hội đồng. Ta khinh. Sắc mặt của tất cả học viên võ viện giờ này cũng rất khó coi. Vốn là đấu tay đôi, nhưng Lục Thiên không những để cho cường giả thần bí giúp đỡ mà còn gọi nhiều cường giả thế này tới đây nữa. Hành động này quá chướng mắt. Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Khải, ngươi là thứ rác rưởi gì? Xứng để đứng nói chuyện trước mặt ta à? Diệp Khải cười lớn, thế nào, ngươi dám làm? Lại không dám để người khác nói à? Ta hỏi ngươi nhé, có phải ngươi và Diệp Quân ca quyết đấu công bằng không? Nếu đã quyết đấu công bằng thì sao ngươi lại để cho cường giả thần bí trong cơ thể ngươi ra tay? Có phải thua người ta nhục nhã quá chịu không nổi không hả?
thứ phế vật, hỗn xược. Lục Thiên tức giận gào lên, gã bước lên trước đấm ra một quyền, sấm sét mạnh mẽ đánh thẳng về phía Diệp Khải. Diệp Khải tỏ vẻ khinh thường, cứ mặc kệ sấm sét kia đánh lên người mình. Ầm, cơ thể Diệp Khải run lên, sau đó hấp thu sạch sẽ tia sấm sét kia. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều sững sờ. Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Khải, người có pháp tắc thiên lôi. Pháp tắc? Mọi người ngơ ngác, cùng nhìn về phía Diệp Khải. Diệp Khải lạnh lùng nhìn Lục Thiên, thứ rác rưởi. Hỗn xược. Lúc này, các trưởng lão của Tiên Bảo Các đứng trên trời bỗng giận dữ chỉ tay về phía Diệp Khải, người dám bất kính với thiếu chủ, tội đáng chết, giết hắn. Vừa dứt lời, một cường giả đạo binh bên cạnh ông ta lao xuống bên dưới. Diệp Khải đang định ra tay thì Trần Quan Tử đứng bên cạnh bỗng bước tới rồi chém ra một kiếm. Bù! Trên trời, cường giả đạo binh kia bị nhát kiếm này chém nát. Giữa trời có một vệt kiếm dài cả nghìn trượng. Trần Quan Tử nhìn Diệp Khải, vị tiểu huynh đệ này, chuyện hôm nay không đơn giản, ngươi cứ đứng sang một bên đi, để kiếm tông ta giải quyết. Diệp Quân khìn Diệp Quân đang đứng giữa đám người rồi nói, ta đứng chấn ở đây, vị huynh đài này yên tâm, tuy thực lực của ta không mạnh mẽ bằng Diệp Quân ca nhưng cũng không yếu kém, vẫn đủ khả năng giết đám người này. Trần Quan Tử khẽ gật đầu, được. Trên tầng mây, Đại Võ Tông nhíu mày. Vì sao bốn đại thế gia không xuất hiện? Bốn đại thế gia mới là lực lượng chính. Nếu bốn đại thế gia đứng về phía Lục Thiên, không đúng. Chỉ cần hai đại thế gia đứng về phía Lục Thiên thôi thì mọi thứ đã được định. Dù có là nội các thì cũng phải quỳ xuống. Bên dưới, trên đài sinh tử, sau khi đút đan dược cho Ngao Thiên Thiên xong, hắn bế Ngao Thiên Thiên tới trước mặt Ngao Thành. Lúc này, một người phụ nữ vội đón lấy Ngao Thiên Thiên đã bị trọng thương, nhìn cô ấy bị thương nặng, người phụ nữ không cầm được nước mắt. Con bé này, đã bao giờ bị thương nặng đến thế này đâu? Diệp Quân khẽ hành lễ với Ngao Thành và người phụ nữ, sau đó quay người nhìn Lục Thiên. Lục Thiên vô cảm, giết. Gã không tiếp tục đấu tay đôi với Diệp Quân nữa, thanh kiếm Diệp Quân cầm trong tay có thể phá được thần giáp quan huyên của gã nên gã biết được mình không thể nào chiến thắng được Diệp Quân. Nếu đã vậy thì cứ đánh hội đồng đi. Nghe Lục Thiên ra lệnh, tất cả cường giả sau lưng gã đồng thanh gào lên, sau đó bay về phía đám người Diệp Quân ở bên dưới. Lục Thiên nhìn chằm chằm Diệp Quân, cười phì, người đánh giỏi thì đã sao? Ở thế giới này, người đông là trên hết, ta có nhiều người hơn ngươi, hiểu chưa? Rắc! Lúc này, tiếng nứt vỡ vang vọng giữa trời đất. Tất cả mọi người sửng sốt. Sau đó, vô số khí tức khủng bố lan tràn trong không gian. Ai nấy đều hoảng hốt. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, thời không phía cuối chân trời nứt ra, một người phụ nữ chậm rãi bước ra. Tóc dài xóa sau vai, ánh mắt lạnh như băng, toát ra khí tức mạnh mẽ đáng sợ. Khi bà ấy xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh. Tín công chúa. Tất cả mọi người kinh ngạc hô lên. Tín công chúa. Là một trong hai người có quyền thế lớn nhất trong thư viện quan huyên hiện nay, trong tay nắm mấy trăm vạn quân. Có thể nói, một cái dẫm chân của Tín công chúa có thể làm rung chuyển cả vũ trụ quan huyên. Sau lưng Tín công chúa là tất cả người của cổ tộc, phải có đến mấy vạn người, sau lưng mấy vạn người này có hơn 200 vạn cường giả. Hơn 200 vạn cường giả đứng chật kín cả một khoảng trời. Đúng lúc này, thời không nghìn trượng về phía tay phải của Tín công chúa bỗng nứt ra, sau đó, một người phụ nữ mặc một bộ áo bào xanh chậm rãi bước ra. Người phụ nữ này đẹp như tranh vẽ, vẻ mặt lạnh lùng, tay trái đặt sau lưng, vừa bước ra. Mặt trời đỏ chót treo trên trời đã chậm rãi biến mất. Nguyệt Hoàng, một trong hai người có quyền thế nhất vũ trụ quan huyên. Sau lưng Nguyệt Hoàng, ngoài mấy vạn cường giả trong Nguyệt tộc thì còn có vài trăm vạn cường giả mặc giáp xanh. Nhìn thấy Nguyệt Hoàng và Tín công chúa, Lục Thiên bỗng không nhịn được bật cười ha hả. Nguyệt tộc và cổ tộc không hề nuốt lời. Bọn họ đã tới giúp gã rồi. Lục Thiên cười lớn, hai tay gã chắp sau lưng. Đứng ưỡn ngực. Ngày hôm nay, gã chính là tân vương của vũ trụ quan huyên. Thấy Lục Thiên cười lớn, những thế gia và tông môn ủng hộ gã cũng trở nên phấn khởi. Rõ ràng, Nguyệt tộc và cổ tộc cũng đã đứng về phía Lục Thiên. Mà phía Diệp Quân,
sắc mặt của cường giả bên Động Thiên Tuế Nguyệt và Phúc Địa Linh Hư lại tái mét. Nếu Nguyệt tộc và Cổ tộc cũng ủng hộ Lục Thiên thì Lục Thiên kia đã thắng chắc rồi. Dù có là nội các cũng sẽ bị áp chế. Vì thế lực của Nguyệt Hoàng và Tín Công Chúa thật sự quá hùng mạnh. Quan Huyên Vệ và đạo binh của Thư Viện cũng không thể nào chống lại được bọn họ. Sau khi kiếm chủ nhân gian đi, bọn họ chính là hai người có quyền thế nhất ở vũ trụ Quan Huyên. Trong ánh nhìn theo dõi của tất cả mọi người, Nguyệt Hoàng và Tín Công Chúa bỗng bước tới trước một bước, tới trước mặt Diệp Quân. Thấy thế, sắc mặt đám người Trần Quan Tử chợt thay đổi, bọn họ muốn cử động nhưng đã có một luồng khí tức thần bí bao trùm họ lại, song luồng khí tức này không hề có ác ý, chỉ khống chế sự tự do của bọn họ thôi. Tín Công Chúa và Nguyệt Hoàng nhìn chằm chằm Diệp Quân, ánh mắt phức tạp, rất lâu sau, hai người chậm rãi quỳ một chân xuống, thuộc hạ bái kiến thiếu chủ. Trên trời, mấy trăm vạn quân đội đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô, bái kiến thiếu chủ. Giây phút này, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Yên lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Bái kiến thiếu chủ. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt ở đó đều đứng ngơ ra tại chỗ như người mất hồn. Đặc biệt là những kẻ ủng hộ Lục Thiên. Ngay lúc này, bọn họ như bị sét đánh. Thiếu chủ. Diệp Quân là thiếu chủ. Không chỉ những người ủng hộ Lục Thiên thấy khó tin mà đến cả những người ủng hộ Diệp Quân cũng thấy không thể nào tin nổi. Giây phút này, dù là người ủng hộ cho Lục Thiên hay Diệp Quân đều sững sờ. Cả trời đất im lặng đến đáng sợ. Diệp Quân nhìn hai người phụ nữ quỳ dưới đất, vẻ mặt điềm tĩnh, hắn khẽ nói, mời đứng dậy. Ôi đệch! Tiểu Tháp bỗng run giọng nói, ngươi biết thân phận của mình à? Không chỉ Tiểu Tháp, Tín Công Chúa và Nguyệt Hoàng cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Thiếu chủ này biết thân phận của mình sao? Lẽ nào Tháp gia đã nói cho Diệp Quân biết thân phận của hắn? Tiểu Tháp với giọng nói bí ẩn cũng hơi ngơ ngác. Vì bọn họ chưa từng nói cho Diệp Quân biết về thân phận thật sự của hắn. Lúc này, Diệp Quân thầm nói, ta từng đoán, nhưng không dám nghĩ nhiều. Tiểu Tháp khó hiểu, vì sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, vì lúc gặp kiếm chủ nhân gian, ta thấy rất gần gũi. Cảm giác gần gũi đó ta chưa từng thấy bao giờ. Khi ta thử thăm dò nói rằng ta lấy ông ấy làm mục tiêu thì ông ấy vui mừng một cách lạ thường, ngoài vui mừng ra còn có sự tự hào nữa. Nói rồi, hắn dừng lại một chút rồi lại nói, sau khi tới vũ trụ Quan Huyên, lúc tiên tổ của Phúc Địa Linh Hư và Động Thiên Tuế Nguyệt biết được kẻ địch của ta là người mang thiên mệnh mà họ vẫn ủng hộ ta, hơn nữa ủng hộ không một chút do dự nào. Thiết nghĩ họ làm vậy không chỉ vì thiên phú của ta. Còn nữa, chính là Tháp Gia chưa từng hoảng sợ dù kẻ địch của ta có là ai, cho dù là người mang thiên mệnh thì ngươi cũng không sợ hãi chút nào. Người bình tĩnh đến vậy chắc không phải vì dũng cảm đâu nhỉ. Tiểu Tháp trầm mặc. Diệp Quân khẽ cười nói, nhưng dù có là vậy, ta cũng không dám nghĩ nhiều. Tiểu Tháp khó hiểu, vì sao? Diệp Quân, vì có một số chuyện ta không giải thích được. Tiểu Tháp hỏi, ví dụ như chuyện gì? Diệp Quân, ví dụ như kiếm chủ nhân gian là nhân vật từ 3.000 vạn năm trước, nhưng rõ ràng ta không sinh ra từ 3.000 vạn năm trước. Thế thì vấn đề là ta được sinh ra từ khi nào? Gần đây mới được sinh ra sao? Nhưng kiếm chủ nhân gian đã 3.000 vạn năm chưa xuất hiện rồi. Tiểu Tháp im lặng. Diệp Quân nói, Tháp gia, ngươi không trả lời vấn đề giúp ta sao? Tiểu Tháp khẽ nói, chuyện này để phụ thân ngươi giải thích với ngươi. Diệp Quân khẽ gật đầu, được. Nói rồi, hắn nhìn Nguyệt Hoàng và Tín Công Chúa, hai vị tiền bối, cục diện hiện nay. Nghe theo lời các vị, hay nghe theo lời ta? Tín Công Chúa nhìn Diệp Quân, cười nói, nghe theo lời thiếu chủ yên tâm, bọn ta không có gan tạo phản. Nếu vũ trụ Quan Huyên bây giờ không phải của nhà họ Dương thì vũ trụ Quan Huyên cũng không còn lý do để tồn tại nữa. Tín Công Chúa hiểu điều này hơn bất kỳ ai. Diệp Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn Lục Thiên ở đằng xa. Bấy giờ, Lục Thiên như kẻ mất hồn, sao có thể? Sao có thể thế này được? Ta mới là người mang thiên mệnh. Mà lúc này, những người ủng hộ Lục Thiên cũng tái mét mặt mày, ánh mắt ngập tràn nỗi sợ hãi. Diệp Quân là thiếu chủ. Đến giờ phút này họ mới chịu chấp nhận sự thật. Sau khi chấp nhận sự thật thì trong lòng tràn ngập nỗi sợ. Đây là tội diệt tộc. Tất cả mọi người đều hoảng sợ.
Các trưởng lão của Tiên Bảo Các đứng trên trời nhìn chằm chằm Diệp Quân, vừa nãy khi biết được thân phận của Diệp Quân, ông ta cũng rất sợ hãi. Thiếu chủ, ông ta đã chọn nhầm người rồi. Ông ta biết mình đã chết chắc rồi. Có lẽ những người khác trong Tiên Bảo Các không phải chết, nhưng ông ta thì chắc chắn phải chết. Khi nhận thức ra được mình đã đến đường cùng, ông ta lại bình tĩnh. Ông ta biết bây giờ muốn sống chỉ có một cách, đó là giết chết Diệp Quân. Chạy trốn sao? Ông ta hiểu rõ sự khủng bố của Tiên Bảo Các, ông ta không thể nào trốn thoát được. Chỉ có thể liều mạng thôi. Nghĩ đến đây, các trưởng lão tức giận chỉ vào Diệp Quân, hắn là đồ giả mạo. Nghe thế, tất cả mọi người đều nhìn ông ta. Các trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Quân, Lục Thiên mới là thiếu chủ thật sự, vì Lục Thiên sở hữu huyết mạch phong ma, mà Diệp Quân này hoàn toàn không có. Hắn là con rối mà cổ tộc và nguyệt tộc bồi dưỡng để thao túng thư viện. Nghe các trưởng lão nói vậy, mọi người đều ngơ ngác. Sắc mặt của một số người bỗng trở nên lạnh lùng. Bọn họ biết mình đã không còn đường lui nữa rồi. Dù Diệp Quân có thật sự là thiếu chủ thì bọn cũng không thể thừa nhận, phải giết hắn trước rồi tính sau. Giây phút này, rất nhiều thế gia và tông môn có suy nghĩ giống nhau. Nguyệt Hoàng nhìn các trưởng lão kia, nhíu mày, Ứng Thanh này tìm về thứ gì thế này? Tín công chúa cười nói, Ứng Thanh có thể nghỉ hưu được rồi. Lúc này, Lục Thiên kia cũng đã bình tĩnh trở lại, gã nhìn chằm chằm Diệp Quân, kẻ này là giả, giết hắn. Nghe lời Lục Thiên nói, thời không mấy trăm trượng xung quanh bỗng nứt ra, một giây sau, mấy chục cường giả áo đen đồng loạt xông ra, mấy chục tia sáng lạnh lẽo phóng thẳng về phía Diệp Quân. Biến chuyển kinh thiên. Trên trời, các trưởng lão cũng tức giận gào lên, giết Diệp Quân. Giết Diệp Quân. Nhưng quân đội sau lưng ông ta không ai động đậy. Bọn họ đâu có ngốc. Trước đó bọn họ không nghĩ nhiều, nhưng sau khi bọn họ quan sát lại Diệp Quân, trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ. Giống quá. Không chỉ giống kiếm chủ nhân gian, mà còn giống các chủ nhà mình. Bây giờ ai còn nghe lời các trưởng lão mới đúng là kẻ ngu. Tạo phản. Bọn họ thật sự không dám. Thấy những đạo binh sau lưng mình không nghe lệnh, các trưởng lão sụi lơ cả người. Hỗn láo. Lúc này, xung quanh Diệp Quân bỗng xuất hiện 10 cường giả mặc chiến giáp, 10 người này bước một bước về phía trước, những tàn ảnh xẹt qua. Bù. Trong nháy mắt, mấy chục cái đầu đẫm máu bay vút ra ngoài. Giết trong tích tắc. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Có người run giọng nói, quan huyên vệ, là quan huyên vệ thượng cổ, Diệp Quân thật sự là thiếu chủ, hắn thật sự là thiếu chủ. Bỗng chốc, thời không sau lưng Diệp Quân nứt lìa ra, 10 vạn cường giả mặc giáp đen đồng loạt bước ra. Quan huyên vệ, người đàn ông trung niên dẫn đầu chậm rãi bước tới trước mặt Diệp Quân, thống lĩnh quan huyên vệ đại trấn bái kiến thiếu chủ. Sau lưng ông ấy, 10 vạn quan huyên vệ cùng nhau quỳ xuống. Cùng lúc đó, một người phụ nữ chậm rãi bước ra. Người này chính là Lý Bán Chi. Bên cạnh Lý Bán Chi là Trương Lão. Lý Bán Chi chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Quân, bà ấy khẽ cười rồi định hành lễ. Diệp Quân vội nói, dì Chi không cần phải làm vậy. Dì Chi? Nghe Diệp Quân nói vậy, Lý Bán Chi nở nụ cười dịu dàng. Bà ấy đang định nói gì đó thì trong đầu Diệp Quân bỗng vang lên giọng nói bí ẩn, nhóc con, rút. Không phải là giọng của Tháp Gia. Rút. Diệp Quân thầm kinh hãi nhưng sắc mặt vẫn rất bình thản, hắn nhìn Lý Bán Chi, khẽ nói, dì Chi, rút. Rút. Nghe lời Diệp Quân nói, đồng tử Lý Bán Chi rút lại, bà ấy lập tức quát lên, hộ giá. Hộ giá. Nghe Lý Bán Chi ra lệnh, lại có 30 vị quan huyên vệ thượng cổ nữa xuất hiện xung quanh Diệp Quân. Cùng lúc đó, Tín công chúa và Nguyệt Hoàng cũng sầm mặt xuống. Hai người lập tức quát, người đâu? Lời vừa dứt, thời không trước mặt bọn họ nứt ra, hai người đàn ông tóc bạch kim xông ra ngoài. Khi hai gã xông ra, sắc mặt Tín công chúa bỗng thay đổi, cẩn thận, là hai vị thần tướng của thần linh. Rầm. Vừa dứt lời, 10 vị quan huyên vệ thượng cổ đứng phía trước đã xông ra, nhưng nháy mắt sau đó, một luồng sức mạnh khủng bố đã bùng phát trong không gian. Rầm. 10 vị quan huyên vệ thượng cổ đã bị đánh bay ra cả nghìn trượng, thời không chỗ bọn họ đứng thì sụp đổ. Lúc này,
một đạo tàn ảnh màu đen đã nắm lấy vai Diệp Quân kéo hắn lui lại nghìn trượng. Chính là Ám U. 10 vị quan huyên vệ thượng cổ vừa bị đánh bay, 2 vị thần tướng thần linh lại biến mất. Tín công chúa và Nguyệt Hoàng bỗng biến mất tại chỗ. Rầm. 2 vị thần tướng thần linh bị đánh bay, nhưng lúc này, thời không trên đỉnh đầu Diệp Quân nứt toác ra, lại có 3 vị thần linh thần tướng nữa xông ra, bọn họ trực tiếp bay về phía Diệp Quân. Thấy cảnh này, Diệp Quân nheo mắt lại. Ám U bỗng tức giận quát, hỗn láo. Lời vừa dứt, sau lưng ông ta xuất hiện vài người mặc áo đen, những người này hóa thành những đạo tàn ảnh xông về phía 3 vị thần tướng kia. Cùng lúc đó, Ám U lại đưa Diệp Quân lùi lại thật xa. Rầm. Tiếng nổ kinh động trời đất vang dội, cả đỉnh thí luyện hóa thành bụi trong nháy mắt, những người xung quanh kéo nhau lui lại. Nhưng lúc này, lại xảy ra một chuyện. Rầm. Trên trời bỗng xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ, một thông đạo màu đen kịt nối tới, hàng trăm cường giả mặc giáp đỏ đồng loạt xông ra, lao thẳng về phía Diệp Quân. Hơn trăm người, thế như trẻ tre, lúc xông tới, thời không tầng tầng vỡ nát. Cản bọn họ lại. Trần Quan Tử gào lên, ngự kiếm bay vút lên trời, sau lưng y là mấy trăm kiếm tu đồng loạt ngự kiếm bay lên. Diệp Quân đang định ra tay thì Ám U vội nói, thiếu chủ, không được đâu. Vẫn còn thần linh đang tới đây qua đường hầm thời không, thiếu chủ tuyệt đối không được ra tay. Lúc này, Lý Bán Chi ở phía xa bỗng tức giận quát lên, mở đường hầm thời không, đưa Diệp Quân tới thế giới hư chân, cường giả đỉnh cấp của chúng ta đều ở đó, chỉ ở đó mới có thể bảo vệ thằng bé an toàn. Nghe Lý Bán Chi nói vậy, Ám U vội xòe tay, sau đó vung tay lên tạo ra một đường hầm thời không. Ông ta vừa định đưa Diệp Quân vào trong đường hầm thời không đó thì đồng tử bỗng rút lại, vội dẫn Diệp Quân rút lui. Khi Ám U dẫn Diệp Quân lui lại, một người đàn ông trung niên mặc giáp đỏ trực tiếp xông lên, giây phút đó, những nơi ông ta lướt qua, thời không đều bị nghiền thành bụi. Thần Quân! Nhìn thấy người đàn ông trung niên này, sắc mặt Lý Bán Chi ở đằng xa bỗng thay đổi, giây phút này, bà ấy cũng hơi hoảng. Hoàn toàn không thể ngờ được. Những thần linh này lại giết đến Tổng viện Thư viện Quan Huyên một cách im hơi lặng tiếng như thế này. Lý Bán Chi tức giận quát, Thái Sơ Tịnh, mấy người làm gì ở thế giới hư chân vậy? Hả? Tất cả cường giả đứng xung quanh đều ngẩn người. Lúc này, Tần Phong bỗng xuất hiện trong đám đạo binh của Tiên Bảo Các, y quát còn đứng nhìn gì nữa? Diệp Quân là con trai của các chủ đấy, bây giờ mà các ngươi còn không bảo vệ huynh ấy nữa à? Hay muốn đợi các chủ về chặt đầu? Hả? Nghe Tần Phong nói vậy, những đạo binh đều sững người, nhưng họ lập tức hiểu ra vấn đề. Mẹ kiếp! Bây giờ chính là cơ hội tốt để lập công chuộc tội. Thống soái dẫn đầu đạo binh thượng quan chiến lập tức gào lên, bảo vệ thiếu chủ. Mẹ kiếp! Xông lên cho ta! Nói rồi y dẫn đầu xông lên. Nghe thượng quan chiến nói vậy, đám đạo binh và tiên binh đột nhiên hoàn hồn lại. Lấy công chuộc tội! Trước đó bọn họ bị Cát trưởng lão gài bẫy tới giết Diệp Quân, mà mọi người đều không ngờ Diệp Quân này lại là thiếu chủ. Không chỉ là thiếu chủ của Thư viện Quan Huyên mà còn là thiếu chủ của Tiên Bảo Các. Người của mình vừa nãy lại tới giết thiếu chủ của nhà mình. Mẹ nó! Nghĩ tới điều này, mọi người muốn ăn tươi nuốt sống luôn Cát trưởng lão. Lúc này, một cơ hội lấy công chuộc tội không dễ gì có được đang bày ra trước mặt bọn họ. Nếu như bảo vệ được Diệp Quân thì có thể sống. Nếu hôm nay Diệp Quân bị giết thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những người đang có mặt ở đây đều sẽ bị giết chết. Không ai có thể chịu đựng được ngọn lửa giận của Tần Các Chủ. Tất cả đạo binh và tiên binh của Tiên Bảo Các không hề chần chừ, cứ thế lao xuống dưới. Xung quanh, những thế gia và tông môn vốn dĩ ủng hộ Lục Thiên cũng phát run. Làm thế nào đây? Giúp Lục Thiên giết Diệp Quân. Hình như không được cho lắm. Không đúng, là chắc chắn không được. Hiện giờ người muốn giết Diệp Quân không phải Lục Thiên mà là thần linh. Nếu bây giờ đi giết Diệp Quân thì không chỉ tạo phản mà còn phản bội lại vũ trụ Quan Huyên, điều đó chẳng khác gì phơi mặt ra cho người đời phỉ nhổ. Đúng lúc này, một đệ tử thế gia đột nhiên phẫn nộ gầm lên, Lục Thiên lại câu kết với thần linh, mẹ nhà nó, bảo vệ thiếu chủ, mau bảo vệ cho thiếu chủ. Lúc này, giọng nói của Lý Bán Chi đột nhiên vang lên, những người chưa đạt tới cảnh giới chân cảnh thì lập tức lui ra sau, đừng ở lại nơi này nữa.
xung quanh, cường giả thần linh càng lúc càng đông. Hơn nữa đều cực kỳ khủng bố. Cường giả thông thường chỉ giống như con kiến trước mặt những thần linh này. Cho dù hàng trăm kiếm tu lúc này cũng bị 10 vị thần tướng hoàn toàn áp chế. Chỉ 10 thần tướng đã áp chế được mấy trăm kiếm tu. Xung quanh đã có hàng trăm thần tướng, hơn nữa trong số đó còn có hàng chục thần quân. Nếu như không phải bà ấy có khả năng nhìn trước được mọi chuyện và điều trở về một nhóm quan huyền vệ thượng cổ thì hôm nay đã xảy ra chuyện lớn rồi. Sau khi nghe Lý Bán Chi nói vậy, đám đệ tử tông môn thế gia do dự một lát rồi cũng đồng loạt lùi ra sau. Bởi vì bọn họ phát hiện ra những thần linh kia thực sự quá mạnh, căn bản không phải là người mà bọn họ có thể đối kháng, ở lại nơi này chỉ có thể làm bia đỡ đạn. Cùng lúc này, đất trời xung quanh đột nhiên nứt lìa, ngay sau đó, những thần tướng xông thẳng ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, con người của Lý Bán Chi đột nhiên co lại. Hiện giờ chỉ có đám cường giả của chân thế giới mới có thể đối kháng với những thần linh này. Lúc này, ngay cả bà ấy cũng chẳng thể liên hệ được với mấy người Thái Sơ Tĩnh trong chân thế giới. Bọn chúng đã có âm mưu từ đầu. Đúng lúc này, một gia chủ thế gia lùi ra phía xa đột nhiên nói, các vị, nếu như hôm nay chúng ta rút lui thì sau này chắc chắn chỉ còn đường chết. Đôi mắt của một tông chủ tông môn trong số đó lóe lên vẻ lạnh lùng, ý của Mạc Tung tộc trưởng là chúng ta dứt khoát giết chết Diệp Quân Ư. Nghe thấy lời nói của tông chủ này, sắc mặt của mọi người đang có mặt lập tức biến đổi. Muốn tạo phản thật sao? Lúc bắt đầu không biết thân phận của Diệp Quân thì không được coi là tạo phản, còn bây giờ nếu lại nhắm vào Diệp Quân thì thật sự là tạo phản đấy. Tộc trưởng tên Mạc Tung đó phẫn nộ nói, tạo phản cái quái gì? Ngươi nhìn xem người nhắm vào thiếu chủ là ai? Đó là thần linh, là kẻ thù không đội trời chung của vũ trụ quan huyên chúng ta. Việc chúng ta phải làm bây giờ là làm sao để lập công chuộc tội. Tông chủ đó bật cười, sau đó vội vàng nói, vậy theo Mạc Tung tông chủ thì giờ chúng ta nên thế nào? Mọi người đang có mặt đồng loạt nhìn về phía Mạc Tung. Mạc Tung trầm giọng nói, thực lực của chúng ta không phải là đối thủ của thần linh. Nếu lúc này xuống đó thì chẳng khác gì bia đỡ đạn. Mà muốn đối kháng với thần linh này thì chỉ có các tiên tổ của chúng ta, vậy nên ta đề nghị chúng ta cùng kêu gọi tiên tổ, để cho các tiên tổ xuất hiện đối kháng với những thần linh này. Một khi bảo vệ được thiếu chủ Diệp Quân thì cho dù chúng ta khó thoát được tội sống, nhưng tội danh diệt tộc thì chắc chắn có thể miễn bỏ. Có thể miễn tội danh diệt tộc. Nghe vậy, đám cường giả thế gia tông môn đang có mặt đưa mắt nhìn nhau, vô cùng dao động. Phải biết rằng ban nãy lúc bọn họ biết Diệp Quân là thiếu chủ thì trong lòng vô cùng kinh ngạc. Bọn họ biết bọn họ nhất định sẽ bị tính sổ, diệt tộc có thể được coi là nhẹ rồi. Lúc này, bọn họ lại có một con đường có thể miễn được tội chết. Đây rõ ràng là cơ hội quá lớn. Không hề do dự, tất cả tộc trưởng thế gia và tông chủ tông môn đang có mặt đều đồng loạt kêu gọi tiên tổ. Trong nháy mắt, gần 100.000 thần quang lao thẳng lên bầu trời. Ngay sau đó, hàng trăm nghìn luồng khí tức cường đại từ trên bầu trời lan rộng, cả đất trời đều trở nên sục sôi. Sau khi những tiên tổ này xuất hiện thì đều sững sờ. Chơi trò gì đây? Náo nhiệt thế cơ à? Lúc này, Mạc Tung đột nhiên nói, tiên tổ, mau cứu thiếu chủ. Nói xong, ông ta vội vàng chỉ vào Diệp Quân trong đám người phía bên dưới, cậu ấy chính là thiếu chủ. Thiếu chủ! Nghe người này nói vậy. Những tiên tổ vừa mới xuất hiện đồng loạt nhìn về phía Diệp Quân, lúc nhìn thấy hắn, bọn họ lập tức ngẩn ra. Hậu nhân của kiếm chủ nhân gian ư. Lúc nhìn thấy đám thần tướng, sắc mặt của bọn họ đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Thần linh. Hơn nữa, thấp nhất cũng là thần tướng, trong số đó còn có cả thần quân. Lúc này, bên cạnh Mạc Tung, tiên tổ của ông ta xa sầm mặt mày, thằng ngu đần này. Người gọi tiên tổ vào thời điểm này là đang chê tổ tông ta đây chết vẫn chưa triệt để à? Mạc Tung run giọng nói, tiên tổ, nếu như không cứu được thiếu chủ thì nhà họ Mạc chúng ta sẽ hoàn toàn diệt vong mất. Ông ta kể lại một lượt đầu đuôi cả câu chuyện. Lúc nghe thấy Mạc Tung đi theo Lục Thiên muốn giết Diệp Quân, sắc mặt của tiên tổ trở nên cực kỳ khó coi. Đứng nhầm phe rồi. Con cháu đúng là lũ ăn hại. Tiên tổ phẫn nộ nhìn Mạc Tung. Đám con cháu ngu ngốc mấy người, ông đây thực sự phục đám hãm hại tổ tiên mấy người rồi đấy. Con cháu đã không được tích sự gì, ông đây chết rồi cũng không được bình yên.
không nói thêm gì nhiều, tiên tổ nhìn xuống bên dưới, phẫn nộ gầm lên, cứu thiếu chủ, con mẹ nó mau cứu thiếu chủ đi. Nói xong, tiên tổ đó cũng là người đầu tiên lao về phía đám thần tướng bên dưới. Những tiên tổ thế gia tông môn còn lại cũng đồng loạt xông xuống dưới. Mặc dù bọn họ cũng rất kiêng dè số thần linh này, nhưng không còn cách nào khác, nếu như hôm nay thiếu chủ xảy ra chuyện thì những thế gia và tông môn bọn họ e rằng sẽ bị diệt tộc luôn. Ở một diễn biến khác, sắc mặt của ba tộc đại thần thú và tộc hung nghê cũng vô cùng khó coi. Vốn dĩ bọn họ cho rằng Lục Thiên mới là thiếu chủ, bây giờ sự việc đột nhiên xuất hiện nghịch chuyển kinh thiên, Diệp Quân mới là thiếu chủ. Toi rồi! Từ xưa tới nay, đứng nhầm phe thì có kết cục tốt đẹp gì? Diệt tộc là điều chắc chắn. Vậy nên vào khoảnh khắc biết Diệp Quân là thiếu chủ, bọn họ cũng hoàn toàn sụp đổ. Đặc biệt là ba tộc trưởng đứng đầu, ban nãy bọn họ đã ăn nói không ra gì với Diệp Quân. Tộc trưởng tộc Chu Tước còn nói ai dám làm Lục Thiên bị thương thì sẽ tiêu diệt 10 dòng tộc của người đó. Tiêu diệt 10 dòng tộc của thiếu chủ ư? Lúc này, chân của tộc trưởng tộc Chu Tước đã mềm nhũn. Khi nhìn thấy đám thần linh lao tới, trong đầu bọn họ cũng từng lóe lên một ý nghĩ, có cần nhân cơ hội này giết chết Diệp Quân hay không? Thế nhưng ý nghĩ này lập tức bị dập tắt. Lúc không biết Diệp Quân là thiếu chủ, nhắm vào hắn còn không tính là tạo phản. Nhưng bây giờ đã biết Diệp Quân là thiếu chủ rồi, nếu còn nhắm vào hắn thì thật sự là tạo phản luôn rồi. Hơn nữa, người muốn giết Diệp Quân là ai? Là thần linh đó. Là kẻ thù không đội trời chung của vũ trụ quan huyên. Các tiền bối của nhà mình hy sinh trên chiến trường hư chân nhiều tới mức nào? Nếu như các tiền bối biết được người của mình giúp thần linh nhắm vào thiếu chủ của thư viện quan huyên thì e rằng tiên tổ sẽ chết không nhắm mắt. Lúc này, tộc trưởng yêu thú hung nghê đột nhiên nói, gọi tiên tổ. Gọi tiên tổ. Ông ta biết tộc yêu thú hung nghê muốn bảo toàn cho gia tộc thì chỉ có một con đường, đó chính là bảo vệ vị thiếu chủ này. Nghe thấy lời tộc trưởng yêu thú hung nghê nói, ba tiên tổ thần thú đang có mặt đưa mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt phẫn nộ gầm lên, gọi tiên tổ. Ầm 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 ầm. Bốn luồng khí tức cường đại đáng sợ đột nhiên lan rộng ra khắp đất trời. Khi bốn tiên tổ tộc yêu thú xuất hiện, từng khí tức đáng sợ và vô cùng bá đạo khiến cho khoảng đất trời nơi bọn họ đang đứng chấn động tới mức vỡ vụn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Bán Chi đứng trên đám mây phía xa lập tức gầm lên phẫn nộ, tiên tổ Liệt Thiên Thần Hổ, tiên tổ Chu Tước, mấy người mau bảo vệ xung quanh thiếu chủ, để cậu ấy rời khỏi đây. Mau lên! Nghe Lý Bán Chi nói vậy, bốn tiên tổ không hề do dự, xông tới khoảng trời nơi Diệp Quân đang đứng, nhưng một giây sau, ba thần tướng đã lao thẳng về phía bọn họ. Ầm ầm. Trong nháy mắt, khu vực phía trên đỉnh đầu Diệp Quân hóa thành cho bụi. Bốn tiên tổ yêu thú đột nhiên lùi ra sau, sau đó linh hồn bắt đầu trở nên hư ảo. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Quân híp hai mắt lại, hắn đang định ra tay, lúc này, Lý Bán Chi đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, bà ấy kéo lấy cánh tay hắn rồi nhìn hắn chăm chăm, ta biết cậu rất giỏi đánh đấm. Nhưng lúc này cậu tuyệt đối không được ra tay, bởi vì còn có người nguy hiểm hơn ở trong bóng tối, có thể là nhân vật nguy hiểm mà ngay cả ta cũng không thể đoán ra được, hiểu không? Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Lục Thiên, từ lúc bắt đầu tới nay, Lục Thiên đều đứng ở đó, vẻ mặt gã rất bình tĩnh tới mức bất thường. Lúc này, Lục Thiên cũng đang nhìn về phía hắn. Trên mặt Lục Thiên đột nhiên nở một nụ cười lạnh lùng. Lý Bán Chi nhìn Lục Thiên hồi lâu, sau đó nói với Diệp Quân, 3.000 vạn năm trở lại đây, chúng ta vẫn đang giao chiến với chân thế giới, mà chúng ta vẫn luôn chịu đòn một cách bị động. Mặc dù mẹ ruột của cậu là Tần Các Chủ tạo ra tháp thông thiên, có thể đi tới chân thế giới, thế nhưng sau cha cậu thì vũ trụ quan huyên chúng ta chưa từng đánh được qua đó thêm lần nào nữa. Nói xong, bà ấy nhìn về phía Diệp Quân, cậu là hy vọng cuối cùng của bọn ta, nếu như hôm nay cậu chết ở nơi này. Diệp Quân đột nhiên nói khẽ, Di Chi, chúng ta không chạy thoát đâu. Lý Bán Chi túm chặt lấy cánh tay hắn, tin ta, cha của cậu không có ở đây, ta nhất định sẽ bảo vệ cho cậu chu toàn. Diệp Quân trầm mặc. Không phải hắn không muốn ra tay mà là Lục Thiên từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ đều nhìn hắn chằm chằm, nói một cách chính xác là cường giả thần bí bên trong cơ thể Lục Thiên đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn không biết đối phương mạnh tới mức nào. Nhưng ông lớn thần bí bên trong cơ thể kia khiến hắn không ra tay.
hắn biết đó tuyệt đối không phải là người mà bây giờ hắn có thể đối kháng được. Đúng lúc này, thời không nơi chân trời phía xa đột nhiên nứt lìa, lần này lại có hàng trăm thần tướng đồng loạt xông tới. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả cường giả bên phía thư viện Quan Huyên lập tức trở nên tuyệt vọng. Thực lực của số thần tướng này rõ ràng quá khủng bố. Bây giờ chỉ có duy nhất số Quan Huyền vệ thượng cổ có thể đối kháng qua lại với bọn chúng. Không còn cách nào, tất cả tinh nhuệ của vũ trụ Quan Huyên gần như đều ở chiến trường hư chân cả rồi. Đúng lúc này, giọng nói của Lý Bán Chi đột nhiên vang lên giữa đất trời, truyền lệnh của nội các, vũ trụ Quan Huyên lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu cấp độ đặc biệt, tất cả cường giả trên cấp chí cảnh của vũ trụ Quan Huyên, cho dù đang ở nơi đâu hay đang làm gì, xin hãy lập tức tới thư viện cần mọi người, vũ trụ Quan Huyên cần mọi người. Cầu xin đấy. Cường giả ám viện trong bóng tối xung quanh lập tức lui đi, chẳng mấy chốc, bọn họ đã công bố mệnh lệnh tới khắp vũ trụ Quan Huyên. Một lát sau, vô số cường giả của toàn vũ trụ đều tìm tới thư viện Quan Huyên. Xả thân vì thư viện Quan Huyên. Trạng thái chiến đấu cấp độ đặc biệt. Khi vũ trụ Quan Huyên bước vào trạng thái chiến đấu cấp độ đặc biệt, có nghĩa là lúc vũ trụ Quan Huyên gặp nguy hiểm, toàn vũ trụ trong trạng thái báo động. Lúc này, trong vũ trụ Quan Huyên, các phân viện của thư viện Quan Huyên đều phải lập tức cử những cường giả trong viện đến tổng viện. Tất cả trận pháp dịch chuyển trong vũ trụ Quan Huyên đều phải hoạt động 24/24. Tất cả phân viện của tiên bảo các đều phải thu dọn vật tư, sau đó nhanh chóng chuyển đến tổng viện của thư viện Quan Huyên. Ngoài ra, tất cả thế gia và tông môn cũng phải cử cường giả đỉnh cao trong tộc đến tổng viện của thư viện Quan Huyên trong vòng 24 giờ. Những người yếu cũng phải sẵn sàng chiến đấu mọi lúc, để trở thành đội ứng chiến thứ hai. Tất cả binh đoàn đánh thuê cũng phải tập hợp tại tổng viện của thư viện Quan Huyên ngay lập tức. Có nghĩa cho dù là đệ tử của thế gia, tông môn, hay chỉ là người tu luyện nhỏ lẻ, cũng phải lập tức đến tổng viện của thư viện Quan Huyên. Nếu không bảo vệ được thì cả vũ trụ Quan Huyên sẽ hủy diệt. Kể từ khi vũ trụ Quan Huyên được thống nhất, đây là lần thứ hai bước vào trạng thái chiến đấu cấp độ đặc biệt. Lần thứ nhất là 3.000 vạn năm trước. Lần thứ hai là hôm nay. Lúc này, vẻ mặt của Lý Bán Chi vô cùng nghiêm túc. Bà ấy biết phía sau Lục Thiên có người chống đỡ, vì vậy đã có chuẩn bị từ trước, nhưng bà ấy không đoán được người đứng sau Lục Thiên lại là thần linh, càng không ngờ thần linh đó lại vượt qua chiến trường hư chân, đến thẳng tổng viện của thư viện Quan Huyên. Bà ấy biết bên phía chiến trường hư chân chắc chắn đã xảy ra vấn đề. Hơn nữa, vấn đề này có thể xuất phát từ nội bộ. Những thần linh này không thể vô duyên vô cớ đến thư viện Quan Huyên được. Đương nhiên lúc này bà ấy không thể đi tìm hiểu xem ai xảy ra vấn đề. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là bảo vệ Diệp Quân. Diệp Quân nói, gì chi, không thể gọi kiếm chủ nhân gian sao? Sắc mặt Lý Bán Chi trầm xuống, nếu không phải thần linh thì được, nhưng có thần linh thì không được. Diệp Quân không hiểu, tại sao? Lý Bán Chi nhẹ nhàng nói, cụ thể ta cũng không rõ, ta chỉ biết sau khi cha cậu vào chân thế giới, hình như đã có giao ước gì đó với chân thần ở chân thế giới. Chân thần. Diệp Quân thầm hỏi, tháp gia, vị chân thần này mạnh không? Tiểu tháp đáp, mạnh đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi. Mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Diệp Quân trầm mặc. Lý Bán Chi nhìn lên trời, lúc này, có gần 800 thần tướng, 20 thần quân. Số lượng thần linh ít nhưng sức mạnh có thể nghiền nát vũ trụ Quan Huyên. Ngay cả những Quan Huyên vệ cũng bị những vị thần tướng đó áp chế. Giữa trời đất, gần một nửa số tiên tổ mà các thế gia và tông môn triệu hồi đã xuất hiện. Đối đầu với bọn họ chỉ có vài thần quân. Vài thần quân đã chặn được tiên tổ của hàng vạn thế gia tông môn. Thực lực vô cùng đáng sợ. Không còn cách nào khác, bởi vì những người đến từ chân thế giới đều là cường giả đỉnh cao. Còn những cao thủ đỉnh cao của thư viện Quan Huyên đều ở chiến trường hư chân, vì vậy ở đây có rất ít người có thể đấu với những cường giả đỉnh cao này. Đây là những Quan Huyên vệ thượng cổ do Lý Bán Chi điều tới, nếu không phía vũ trụ Quan Huyên có thể sẽ bị đổ sát toàn diện. Sắc mặt Lý Bán Chi cực kỳ u ám, bà ấy nhìn chằm chằm Lục Thiên ở xa, từ đầu đến giờ, Lục Thiên chưa từng nhúc nhích, lúc này, Lục Thiên mới là người nguy hiểm nhất. Âm U bên cạnh trầm giọng nói, thiếu chủ, Lý Viện Phó, tất cả đường hầm thời không của tinh vực tiểu quan đã bị đóng lại,
Không chỉ vậy, người của chúng ta còn phát hiện rất nhiều luồng khí tức mạnh mẽ đang vượt qua thời không để đến chỗ chúng ta. Lý Bán Chi vô cảm nói, có liên lạc được với chiến trường hư chân không? Âm U lắc đầu, người của chúng ta vừa ra khỏi tinh vực tiểu quan đã không còn tin tức gì nữa, chắc là đã. Lý Bán Chi từ từ nhắm mắt lại, vũ trụ tiểu quan bị phong tỏa rồi. Âm U gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân nói, nơi này mất liên lạc với chiến trường hư chân, con nghĩ người ở chiến trường hư chân đã cảm nhận được điều gì đó không ổn, mà lúc họ không thể chủ động liên lạc với chúng ta, chắc họ cũng sẽ phái người trở về. Hắn nhìn Lý Bán Chi, Dì Chi, con cần một người giúp con khống chế cường giả thần bí trong cơ thể Lục Thiên. Hắn không muốn đứng yên ở đây và được bảo vệ. Lý Bán Chi nhìn Lục Thiên phía xa, Tăng Vô Viện Chủ, làm phiền ông rồi. Bùm! Vừa dứt lời, thời không bên trái Điệp Quân tách ra, sau đó, Tăng Vô bước ra ngoài. Thực ra, ông ấy luôn ở đó. Mục đích chính của ông ấy là bảo vệ Diệp Quân. Tăng Vô nhìn Lục Thiên, mỉm cười, nào, để ta xem ngươi thần thánh đến mức nào. Vừa dứt lời, ông ta bước lên trước. Một luồng Phật quang tỏa ra, phóng về phía Lục Thiên. Thấy Tăng Vô ra tay, Lục Thiên vẫn rất bình tĩnh. Nhưng khi luồng Phật quang kia đến gần, gã nhíu mày rồi duỗi một ngón tay ra, điểm nhẹ. Bùm! Luồng Phật quang kia vỡ vụn, cùng lúc đó, ngón tay kia bất ngờ đến trước mặt Tăng Vô. Còn người Tăng Vô co rút lại, chắp tay nói, Phật quang chiếu rọi. Bùm! Một luồng Phật quang lớn từ trên người ông ấy tỏa ra. Nhưng một giây sau, bùm bùm, dưới ánh mắt của mọi người, luồng Phật quang kia vỡ vụn, còn Tăng Vô bị đánh bay vạn trượng. Vừa dừng lại, cơ thể ông ấy vỡ nát, chỉ còn lại linh hồn, điều đáng sợ nhất là thời không phía sau ông ấy sụp đổ, biến thành một mảng đen kịt. Đánh bại ngay lập tức, Tăng Vô sững sờ. Cái quái gì vậy? Đây là kết quả của lần xuất hiện đầu tiên sau 3.000 vạn năm của ta sao? Thật không chấp nhận nổi. Vẻ mặt của Lý Bán Chi bên cạnh Diệp Quân cũng nghiêm lại. Lục Thiên nhìn Diệp Quân, cười nham hiểm, con trai của kiếm chủ nhân gian, phải nói rằng lần này thật sự là một bất ngờ lớn. Lý Bán Chi trầm giọng nói, nhân vật thần bí kia đang khống chế cơ thể Lục Thiên. Diệp Quân huynh. Lúc này, Diệp Khải ở phía xa gọi lớn. Diệp Quân nhìn Diệp Khải nói, sư phụ ta đồng ý giúp đỡ. Ông ấy đang cố gắng mở đường hầm thời không tới chân thế giới, huynh phải nhanh chóng tới chân thế giới, người ở đây không chống đỡ nổi rồi. Vừa dứt lời, bùm, một luồng khí tức mạnh mẽ từ trong cơ thể Diệp Khải phóng lên trời, một người đàn ông trung niên chậm rãi bay lên không trung. Sau khi phát hiện, người đàn ông trung niên phất tay áo, một luồng sáng phóng lên trời, trời đất bị xé nát, mở ra đại đạo thời không. Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Quân. Diệp công tử, mau đi đi. Nhưng đúng lúc này, một thanh thương phóng tới. Vụt! Theo tiếng xé không gian vang lên, đại đạo thời không vừa xuất hiện đã bị thanh thương kia phá hủy. Người đàn ông trung niên hơi nheo mắt, quay đầu nhìn bên phải bầu trời, không biết từ lúc nào, một người đàn ông mặc kim giáp hỏa diệm màu vàng, tóc dài xõa vai, trong ánh rực lửa đã xuất hiện. Người đàn ông trung niên nhìn người đàn ông mặc áo giáp vàng. Hơi nheo mắt nói, thần hoàng. Thần hoàng. Nghe vậy, sắc mặt của những cường giả trong vũ trụ quan huyên trở nên cực kỳ khó coi. Ngay cả thần hoàng cũng xuất hiện rồi. Ở chân thế giới, thần hoàng chỉ đáng sợ sau thần đế. Thần hoàng kia nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên, không nói lời nào, gã tiến lên một bước, phóng thương ra. Người đàn ông phất tay áo, bỗng chốc, một luồng sáng từ trong tay áo tỏa ra. Bùm! Ngay lập tức, ánh sáng bao phủ trời đất thư viện quan huyên. Nhưng lúc này, một tiếng xé chói tai vang vọng bầu trời, sau đó, từng vệt sáng bị ngọn thương xé rách từng tầng, thanh thương trong nháy mắt đã phóng tới trước mặt người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên tung quyền. Bùm! Thanh thương kia bị chặn lại tại chỗ, trời đất vỡ tan tành. Lúc này, thần hoàng kia đột nhiên biến mất. Trong mắt người đàn ông trung niên hiện lên tia oán hận. Ông ấy vung mạnh tay phải về phía trước, sức mạnh mạnh mẽ từ nắm đấm phóng ra. Rầm rầm, bầu trời tối đen, hai người cùng lùi ra xa ngàn trượng. Bên dưới, Lục Thiên ngẩng đầu lên nhìn trời, khẽ mỉm cười.
Diệp Quân nhìn Lục Thiên, sao gã không ra tay? Lý Bán Chi không đáp, bà ấy quay đầu lại nhìn Ám U, thế nào rồi? Ám U trầm giọng nói, tiên bảo các đã mở đường đến trụ giới, có thể đi bất cứ lúc nào. Lý Bán Chi lập tức nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, trên đường đến chiến trường hư chân, chắc chắn sẽ có vô số cường giả thần linh ngăn cản, với thực lực của học viện hiện giờ, không thể đưa cậu đến chiến trường hư chân. Hơn nữa, chắc hẳn nội bộ thư viện ở chiến trường hư chân đã xảy ra vấn đề lớn. Vì vậy, tạm thời cậu chỉ có thể đến trụ giới, đó là vùng đất linh hồn của vũ trụ. Sau trận chiến năm xưa, mẹ của cậu đã thành lập võ các ở đó, bây giờ đã có hàng trăm võ thần vệ do mẹ của cậu bồi dưỡng đến đón cậu rồi. Diệp Quân nhìn Lý Bán Chi, con đi rồi mọi người định ở lại đây sao? Lý Bán Chi đang định lên tiếng, Diệp Quân đã lắc đầu, dì Chi, dì đừng nói với con đại cục gì đó, con không muốn nghe những thứ này. Hắn nhìn những cường giả vũ trụ quan huyên đang quyết chiến ở phía xa, nhẹ nhàng nói, nếu con đi, mọi người đều sẽ chết ở đây. Lý Bán Chi nhìn Diệp Quân, nếu cậu không đi thì cậu và ta đều sẽ chết ở đây. Nhưng nếu cậu đi, cho dù bọn ta chết ở đây, thì cũng sẽ. Diệp Quân nhẹ nhàng nói, mạng của con trai kiếm chủ nhân gian là mạng, vậy mạng của mọi người không phải là mạng sao? Lý Bán Chi sững sờ. Diệp Quân khẽ cười nói, con ghét nhất là so sánh ai cao quý hơn ai. Con sẽ không vì con là con trai của kiếm chủ nhân gian mà nghĩ rằng mạng của con quý giá hơn mọi người, nếu hôm nay con rời đi, thì cả đời con sẽ không thể tha thứ cho chính mình. Hắn nhìn về phía đệ tử kiếm tông đang liều mạng vì hắn, nói, nếu phải hy sinh tính mạng của những người ta yêu quý để sống, vậy thì con cũng không cần cái mạng này nữa. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện đại đạo thời không. Ngay sau đó, hàng ngàn cường giả thần linh mặc giáp đen bước ra. Thần tướng. Thấy vậy, sắc mặt của cường giả phía vũ trụ quan huyên đều tái nhợt. Nhưng vẫn chưa hết, phía sau ngàn thần tướng là 10 người khổng lồ chậm rãi đi ra, lúc này, cả vũ trụ tiểu quan bỗng trở nên hư ảo. Tay trái của người khổng lồ cầm khiên, tay phải cầm giáo, ánh mắt đầy vẻ hung ác. Tộc người khổng lồ thần linh. Nhìn thấy 10 người khổng lồ. Sắc mặt của Trần Quan Tử đang chiến đấu cũng trắng bệch. Chỉ những người từng đấu với người khổng lồ mới biết bọn họ đáng sợ như thế nào. Những cường giả vũ trụ quan huyên đang chiến đấu cũng thấy hơi tuyệt vọng. Nhưng đúng lúc này, bên phải Diệp Quân bỗng mở ra thời không, một người phụ nữ chậm rãi bước ra. Người phụ nữ mặc váy dài, đi chân trần. Bà ấy xòe bàn tay ra, một tấm lệnh bài bay lên trời. Bùm! Trên tinh không. Trong U Minh Điện, 8 bức tượng nữ thần cùng nhau mở mắt. Ngay tức khắc tinh hà trở nên sôi sục, tan biến. U Minh Điện. Rất nhiều người có mặt đều liếc nhìn người phụ nữ đi chân trần, hầu như trong mắt ai cũng lộ vẻ khó hiểu. Mặc dù U Minh Điện thuộc Thư viện Quan Huyên, nhưng thế lực này quá thần bí, bí ẩn đến mức gần như chưa từng xuất hiện trước mắt người đời. Vì vậy, ngay cả những người trong Thư viện Quan Huyên cũng rất xa lạ với họ. U Minh Điện này có thể chống lại hàng ngàn thần tướng và tộc người khổng lồ trong truyền thuyết sao? Lúc này, không gian phía sau lưng Minh Nữ đột nhiên nứt lìa, sau đó, một người phụ nữ chậm rãi bước ra. Cách xuất hiện của người phụ nữ này rất buồn cười, bởi vì bà ấy cưỡi một con lợn, trên vai vác một thanh đao lớn, thanh đao rất dài và rộng, trông vô cùng khác người. Nhưng con lợn dưới thân bà ấy lại toát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Cũng không biết con lợn này đã sống bao lâu. Người phụ nữ cưỡi lợn chậm rãi bước tới, liếc mắt nhìn Diệp Quân, nói, thằng nhóc này là cháu trai của lão Dương à. Minh nữ liếc nhìn Diệp Quân, khẽ gật đầu. Người phụ nữ cưỡi lợn quan sát Diệp Quân, cười nói, tuổi còn trẻ như vậy mà đã đạt tới đại kiếm đế, chậc chậc, thiên phú này còn lợi hại hơn cha và ông nội hắn, hơn nữa, ngoại hình của hắn cũng đẹp hơn cha và ông nội hắn. Minh nữ đột nhiên hỏi, bọn họ đâu? Người phụ nữ cưỡi lợn nói, sắp tới rồi. Minh nữ khẽ gật đầu, bà ấy nhìn về phía đối diện, đúng lúc này, một người khổng lồ thần linh đột nhiên gầm lên, sau đó lao về phía Minh nữ và người phụ nữ cưỡi lợn, gã đâm một thương ra, sức mạnh cường đại như xé trời đất. Trong mắt người phụ nữ cưỡi lợn hiện lên vẻ hung ác, đột nhiên nhảy vọt lên, dùng đao lớn trong tay chém về phía trước. Xoẹt! Ánh đao vạn trượng. Đột nhiên, một âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng khắp trời đất, sau đó,
phạm vi ngàn dặm trong không gian của thư viện Quan Huyên bị sức mạnh cường đại tàn phá thành hình mạng nhện. Đám người khổng lồ thần linh lần lượt rút lui, lùi ra xa tới mấy nghìn trượng. Người phụ nữ cưỡi lợn không lùi nửa bước. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Thiên, ở dưới đột nhiên nhíu mày lại. Xung quanh, các cường giả thư viện Quan Huyên đều trở nên kích động. Lúc này, bọn họ lại nhìn thấy hy vọng. Lý Bán Chi cũng thở phào nhẹ nhõm, thật ra bà ấy không biết nhiều về U Minh Điện. Thế lực này không phải do Diệp Huyên kiếm chủ nhân gian thành lập mà thuộc về thời đại của kiếm chủ Thanh Sam, vì vậy những người ở thời kiếm chủ nhân gian rất xa lạ với U Minh Điện, bao gồm cả bà ấy. Sở dĩ trước đây bà ấy đi tìm U Minh Điện là bởi vì thế lực này là thế lực của ông nội Diệp Quân, bà ấy sợ trong nội bộ thư viện có người có ý đồ xấu nên chỉ có thể tìm đến chỗ ông nội Diệp Quân. Nhưng bà ấy không ngờ rằng nó lại mạnh tới như vậy. Lúc này, Lục Thiên, đột nhiên nhìn chằm chằm về phía Diệp Quân ở đằng xa, gã không nói gì, cũng không ra tay. Một giọng nói đột nhiên vang bên tai gã, sư phụ, vì sao không giết tên Diệp Quân này trước? Là giọng nói của chủ thể Lục Thiên. Lục Thiên, nhìn chằm chằm Diệp Quân, có một người ở trong bóng tối, từ lúc ta xuất hiện đã canh chừng ta, đối phương đang đợi ta ra tay. Trong bóng tối có người. Là ai? Lục Thiên, ngẩng đầu nhìn phía cuối tinh hà, không nói gì chỉ cười khẽ. Phía chân trời, sau khi người phụ nữ cưỡi lợn đánh bay người khổng lồ thần linh bằng một nhát đao, 9 người khổng lồ thần linh còn lại đột nhiên đồng loạt gầm lên, tiếng gầm này như chuông lớn vang vọng khắp trời đất, đinh tai nhức óc. Một giây sau, 9 người khổng lồ thần linh xông về phía minh nữ và người phụ nữ cưỡi lợn. Nhưng một kết giới cực kỳ đáng sợ đột nhiên xuất hiện xung quanh thời không của bọn họ, kết giới cường đại phá vỡ thời không, sau đó đồng thời đưa 9 người khổng lồ thần linh và hơn 1000 thần tướng đưa vào một khoảng hư không. Đối diện với họ là một người phụ nữ mặc váy màu xanh. Giới nữ. Lúc này, minh nữ và người phụ nữ cưỡi lợn xuất hiện ở bên cạnh giới nữ. Phía xa, trong đám thần tướng, tên thần tướng đứng đầu đột nhiên nói, giải quyết mấy người này trước. Vừa dứt lời, 9 người khổng lồ thần linh đột nhiên lao tới, cùng lúc đó, đám thần tướng cũng ra tay, nhưng bấy giờ, mấy chục vạn tia sáng trắng từ trên đầu giáng xuống, giống như một lưỡi kiếm khổng lồ, xé rách hư không, chém về phía đám thần tướng. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt tên thần tướng dẫn đầu biến đổi, tản ra. Vừa dứt lời, hàng vạn tia sáng màu vàng vung tới, mấy trăm thần tướng bị chém bay, cùng lúc đó. Một người phụ nữ toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng đột nhiên lao về phía đám thần tướng với mấy nghìn tia sáng vàng. Nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, toàn bộ hư không bắt đầu ngưng kết lại, mấy trăm thần tướng xông lên phía trước đều bị đông cứng tại chỗ. Ngay sau đó, mấy chục nghìn lưỡi dao băng đánh về phía đám thần tướng như một cơn bão dữ dội. Ngay lập tức, hàng trăm thần tướng ở đằng trước bị những lưỡi dao băng chém thành bụi phấn. Nhưng một giây sau, linh hồn của đám thần tướng bị băm nát kia bắt đầu ngưng tụ lại tại chỗ. Diệt! Lúc này, một tiếng quát đột nhiên vang lên, tiếp đó, linh hồn đang ngưng tụ bắt đầu bị tan biến từng chút một. Nhân nữ! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.